Như vậy là bài đầu tiên thì là giáo sư Hùng là chủ nhiệm bộ môn đã giảng là đại cương về thông tin và tim mạch can thiệp. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày cái bài gọi là thông tin và thăm dò huy động cơ bản. Bài này bao giờ cũng được trình bày đầu tiên ở các cái khóa chứng chỉ đào tạo tim mạch can thiệp. Bài giảng tôi sẽ là trong vòng 90 phút và sau đó thì thầy Phong sẽ giảng tiếp, nên tôi sẽ giảng liên tục trong 90 phút thôi để chúng ta hấp thụ kiến thức này. Ngày mai thì buổi trưa mai là thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Lý sẽ giảng cho các bạn phần thực hành. Tại với các bạn sẽ sử dụng những cái kiến thức mà các bạn học được ngày hôm nay để làm bài tập ngày mai. Rồi. Đầu tiên thì tôi muốn trình bày cho các bạn cái hình ảnh này tôi chụp khi mà tôi dự Europcia, tôi hội nghị tim mạch can thiệp lớn nhất thế giới năm 2017. Các bạn nhìn đây toàn là các khủng long trong ngành tim mạch can thiệp. Cái ông ngoài cùng bên tay phải là ông Sigwart, là cái ông mà lúc nãy thầy Hùng nói đã định mời ông sang Việt Nam mà ông ấy già quá đấy. Ông là một trong những người can thiệp đặt stent đầu tiên trên thế giới. Cái ông ngồi thứ hai là ông Patrick Seri, tức là ông là tổng biên tập của tờ Euro Intervention, tờ tạp chí về tim mạch can thiệp lớn nhất thế giới. Cái ông thứ ba là Spencer King III, tức là cái người đầu tiên làm tim mạch đặt stent ở Mỹ. Cái ông thứ tư là Alain Cribier, mà như thầy Hùng nói là trông mặt rất là thông minh, nghĩa là cái ông mà sáng tạo ra kỹ thuật TAVI. Cái ông thứ năm là Antonio Colombo, tức người hàng đầu trong về tim mạch can thiệp, nghĩ ra các cái kỹ thuật làm nhờ can thiệp chỗ chia đôi rồi là can thiệp CTO, những cái hàng rất là khủng. Tại sao tôi đưa cái hình này ra? Bởi vì các ông ấy họp nhau buổi và cái buổi này nó rất hay. Đó là gì? Đó là chúng ta cứ ngồi đây và ai mà có câu hỏi gì thắc mắc thì download cái phần mềm máy tính này vào và gõ cái câu hỏi vào và để cho các ông ấy trả lời. Tại sao tôi đưa cái hình này ra? Bởi vì là rất nhiều câu lại không hỏi về những cái kiến thức kỹ thuật mới như TAVI này nọ, họ không hỏi. Tại vì cái đấy là tất cả hội thảo đều trình bày rồi. Mà rất nhiều cái người gọi là vào cái phần cái download cái mục React này lại hỏi là gì? Để có nên học thông tin thăm dò huy động cơ bản hay không? Bởi vì sự thật là chẳng phải riêng ở Việt Nam, ở Pháp hay là Đức, Mỹ thôi. Có thể là một cái bác sĩ mà dạy cho họ tầm khoảng một năm, có thể họ cũng đặt được stent mạch vành, thì họ cũng quên mất là không biết là thông tin thăm dò huy động là cơ bản, họ không có nhớ. Hỏi những cái ông này là bây giờ các ngài thấy thế nào? Biệt tại sao những cái bác sĩ trẻ của chúng tôi họ thích đặt stent mạch vành lắm, nhưng mà bảo họ thông tin họ cũng rất là ngần ngừ từ chối. Thế thì tôi đưa hình ra để cho thấy rằng gì? Là chúng ta phải nắm được những nguyên tắc cơ bản về thông tin nói động, rồi về sau ta muốn làm cái gì thì làm. Cho muốn đặt stent mạch vành, cho muốn nong van, cho thay van động mạch chủ qua da, rồi bít tiểu nhĩ, rồi đặt stent graft, tất cả đều phải bắt nguồn từ tim mạch can thiệp. Là cái thông tin thăm dò huy động cơ bản. Thì nguyên lý cơ bản thăm dò huy động xâm nhập thì phần đầu là nguyên lý cơ bản. Thì đây là cái hình ảnh mà đầu tiên thăm dò huy động xâm nhập, tức là đầu tiên là có cái ông này, ông ấy chọc cái kim vào trong cổ ngựa và nó, ví dụ con người huyết áp có thể là 140, nhưng con ngựa nó rất là to, huyết áp nó lên tầm khoảng 200 đến 300 ms thì ngân, ngựa 200 ms thì ngân, tức là cao 2 mét rồi. Và bạn biết là cái cột máu nó cứ cao cao lên, ông phải đứng lên cái cây ông mới đo được là cái cột máu nó cao lên như thế. Đấy không? Cái áp lực trong cái mạch máu ngựa nó rất là cao. Đây là cái lần đầu tiên chúng người ta gọi là khảo sát huyết áp xâm nhập là như vậy. Và nếu mà các bạn nhớ cái hồi mà chúng ta học sinh lý bệnh Y3 thì chúng ta cũng đã từng khảo sát huyết áp xâm nhập rồi, là chọc cái kim vào cổ chó. Đoạn xong rồi ghi một cái đường áp lực lên một cái tấm băng, kỹ thuật như vậy thôi. Thì cái thăm dò huy động xâm nhập mà tất cả cái cao cấp cầu kỳ nó làm ngày nay nó cũng là đơn giản là như vậy. Một số nguyên tắc cơ bản thì đầu tiên là các bạn phải nắm được đơn vị đo áp lực. Thì các bạn biết rằng nếu mà theo đơn vị hệ SI thì tiêu chuẩn là đơn vị đo bằng là Pascal, một Pascal là 1 newton trên mét vuông. Chẳng ai đi bỏ huyết áp của bác là bao nhiêu Pascal hay là bao nhiêu newton trên mét vuông cả, mà dùng đơn vị gọi là mm thủy ngân. Tức là 1 mét thủy ngân là áp lực do một cột thủy ngân cao 1 mm tạo ra. Và quy chiếu ra đơn vị Pascal thì 1 mét thủy ngân là bằng 1,33 Pascal. Đấy, tức là nó quy định ra những cái đơn vị như thế. Và 1 mm thủy ngân là bằng 1,36 cm nước, tại vì thủy ngân nó nặng hơn nước. Đúng không? Nên là 1 mét thủy ngân nó đã nặng, tạo ra cái áp lực nó bằng 1,3 cm nước, một cột nước tạo ra rồi. Đúng không? Cái này nó rất là quan trọng, tại vì chúng ta hiểu về sau tôi dạy thôi là các bạn hay đo áp lực tĩnh mạch trung tâm là các bạn cứ quy ra là bao nhiêu cm nước, các bạn đo cái catheter đo ra bao nhiêu cm nước. Thật ra là ví dụ các bạn đo được áp lực tĩnh mạch trung tâm là 20 cm nước thì nó cần phải biết cách quy đổi ra là bao nhiêu ms thủy ngân, đúng không? Và các bạn lấy chia cho 1,33 thì 20 cm nước nó vào khoảng tầm 12-13 ms thủy ngân gì đó. Đấy là cái cách mà chúng ta quy đổi ra. Nguyên lý cơ bản của sóng áp lực nghĩa là gì? Dòng máu mà tim bơm ra không liên tục mà theo từng nhát bóp, vì thế áp lực máu truyền qua môi trường chất lỏng dưới dạng các sóng biến thiên tuần hoàn như thế này. Tức là có lúc mà nó bóp mạnh trong thì tâm thu thì nó cao lên, trong thì tâm trương thì nó không có lực bóp của tim, đúng không? Thì áp lực nó
giảm xuống. Đây là những cái sóng biến thiên tuần hoàn. Và hệ thống khảo sát huyết động xâm nhập từ lúc chưa khảo sát huyết ở cổ ngựa, khảo sát huyết ở chó hay là khảo sát trong phòng tim mạch can thiệp cath lab nó đều giống nhau. Tên nó gồm có 3 phần. Thứ nhất là một cái ống nối chứa dịch nối từ cái buồng tim hay nối từ mạch máu ra. Thứ hai là cái màng nhạy cảm để khuếch biến đổi cái tín hiệu này thành và khuếch đại nó lên. Và thứ ba là cái băng giấy để ghi lại, đúng không ạ? Đây là hệ thống khảo sát huyết động, bất kỳ ống thông nào cũng có thể dùng hệ thống khảo sát huyết động được. Nếu như cái ông Forstmann mà đầu tiên mà thầy Hùng chỉ, các bạn biết là ông dùng cái ống thông gì không? Các bạn hồi đấy ông dùng ống sông tiểu, hồi đấy chưa có những ống thông, ông dùng đúng cái sông tiểu ông luồn vào tĩnh mạch của ông ấy, chỉ cần có một cái ống thông là được rồi. Bây giờ chúng ta có thể có catheter xoang găng, hoặc là có rất nhiều catheter như thế kia. Thì về sau là trong bài, tôi không nhớ là tuần sau hay là thứ hai, thì thầy Minh sẽ giảng các bạn về can thiệp mạch vành cơ bản, thì sẽ là giới thiệu các loại ống thông, hình thù, hình dạng, kích thước là như thế nào. Đây là cái thứ nhất là cái catheter. Cái thứ hai, hai là bộ phận nhạy cảm hay còn là transducer. Thì nếu các bạn đã đi trực ở C1 rồi, đây là cái bộ mà bao giờ cũng phải lắp cái này vào. Trong này thời gian trông thế này thôi nhưng mua hết cả triệu đồng, đúng không ạ? Bởi vì nó là cái hệ thống nó biến đổi từ tín hiệu cơ học cùng cái áp lực, nó cứ đẩy vào cái transducer này, nó biến thành tín hiệu điện học để nó biến ra cái màn monitor, là nó thành những cái đường áp lực lên như thế này. Đây là cái hệ thống transducer là như vậy. Và thứ ba là cái monitor, thì monitor nó có thể rất là đa dạng trên máy, ví dụ cái tất cả các màn hình monitor nó đều có. Monitor sẽ hiển thị cái huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu, huyết áp trung bình, ví dụ như một cái con số chúng ta hỏi là bạn đo huyết áp bệnh nhân là bao nhiêu, thì các bạn có thể trả lời tôi là em đo huyết áp bệnh nhân là 110/70 mét thủy ngân. Nhưng mà con số của monitor sẽ trả lời với các bạn là ba con số, ví dụ các bạn nhìn thấy cái màn hình bên tay trái kia, trả lời luôn là huyết áp tối đa là 174, huyết áp tối thiểu là 50 và huyết áp trung bình là 62, đúng không ạ? Các con số màn hình như này thế thấy là hiện là gì, 128, 88, 101, tôi bao giờ cũng hiển thị ba con số huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu, huyết áp trung bình đấy. Và trên cái monitor để cho phép cho nhìn cái hình dạng các sóng áp lực. Thế thì trước khi chúng ta gọi tìm hiểu cái gì thì gì, chúng ta phải biết là có những nguyên nhân nào có thể gây ra sai số. Cái này rất quan trọng, bởi vì về sau các bạn có thể không làm trong phòng tim mạch can thiệp, nhưng mà các bạn có thể trực khoa cấp cứu, các bạn thấy một bệnh nhân đặt, bảo bác sĩ bảo đặt ALI đi, đặt ALI xong đo thì áp bây giờ là 70/40 chẳng hạn. Vậy thì chúng ta có tin được con số 70/40 đấy hay không, chúng ta có cho thuốc vận mạch hay không, hay là có những sai số? Thì có một số nguyên nhân gây sai số. Nguyên đầu tiên đó là vị trí của transducer. Nghĩa là sao? Các bạn nhìn hình này, cái transducer vị trí chuẩn của nó phải đặt ở mức ngang với cái mức tim của bệnh nhân đấy. Ví dụ người ta thấy là gì, hiểu một cách hình dung là chiều cao từ mặt bàn cho đến thành ngực của người bệnh lệnh bệnh là A, thì cái vị trí transducer thường đặt ở cái mức gọi là A/2, nôm na là vậy, tại vì nó ngang cái mức buồng tim của người bệnh. Và nếu mà như vậy, A/2 là cái đường màu đỏ đấy, nó sẽ tạo ra một cái đường áp lực là như thế này. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu mà cái transducer này không đặt ở vị trí A mà đặt ở vị trí B là màu xanh lại cao lên trên? À đấy, tương thế cái sóng áp lực đấy chắc chắn nó sẽ không chuẩn xác nữa, đúng không ạ? Đúng không ạ? Tại vì là nó sẽ tính cả cái trọng lực của một cái cột cao như vậy. Và vì thế giả dụ như ghép bệnh nhân là thực sự cái áp lực trong đấy là nó 140 mét thủy ngân, nhưng mà vì nó phải trừ đi khoảng tầm 30 mét thủy ngân là bằng cái khoảng cách chiều cao trọng lực tương đối một cái vì transducer đặt cao, nên là áp lực đo được thực ra nó lại thấp hơn bình thường. Đấy, cái này là cái rất là quan trọng chúng ta cần phải lưu ý. Đôi khi ta chỉ cần với những cái huyết áp ở tim trái từ huyết áp 140-150 mét thủy ngân để chênh lệch khoảng tầm vài khoảng 10 mét thủy ngân nó không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng với huyết áp ở tim phải, ví dụ như các bạn đo áp lực tĩnh mạch trung tâm chẳng hạn, là có thể nó từ 10 lên đến 20 đã khác nhau rất là nhiều rồi, đúng không? Các bạn có bệnh nhân áp lực tĩnh mạch trung tâm là 50 mét thủy ngân, các bạn biết là có thể thiếu dịch, các bạn bù dịch vào, nhưng 15 nghĩa là không có thiếu dịch nữa. Đấy, ví dụ như vậy thì rõ ràng là các bạn phải đầu tiên là vị trí của transducer, và chúng ta biết rằng chênh lệch 1 cm, tức là 1 cm nước thì tương ứng với 0.73 mét thủy ngân, đúng không? Tại vì 1 mét thủy ngân là bằng 1.36 cm nước. Đấy, và như vậy. Cái nguyên nhân thứ hai có thể gây sai số gọi là hiện tượng damping. Hiện tượng này nó như thế nào? Các bạn tưởng tượng rằng cái cột áp lực chúng ta dao động cũng như là cái con lắc nó dao động. Con lắc nó dao động và nó tạo ra vẽ ra những cái sóng này, đúng không ạ? Thì bình thường nếu mà trong môi trường gọi chân không, không có một sức cản gì cả, thì cái con lắc này sẽ dao động bao giờ ạ? Con lắc này sẽ dao động vĩnh viễn, đúng không ạ? Đấy là một cái môi trường lý tưởng là như thế. Thế bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu con lắc này không phải dao động trong một cái môi trường không khí bình thường, mà con lắc này dao động trong một cái, ví dụ trong một cái hũ mật ong chẳng hạn. Các bạn tưởng tượng như vậy, một cái môi trường có độ nhớt rất là cao, và như thế thì cái dao động của con lắc này nó sẽ tăng lên hay nó sẽ giảm đi?
nó sẽ giảm đi. Và như vậy cái huyết áp nó đo được nó sẽ không phải là đúng, ví dụ bình thường nó huyết áp tối đa là 140, huyết áp tối thiểu là 70, thì vì nó dao động trong một hút mật ong như vậy thì cái gọi là huyết áp tối đa khi nó chỉ 90, huyết áp tối thiểu nó chỉ được có 80 mét thủy ngân thôi. Điều này rất là quan trọng và phải chú ý. Và đây người ta gọi là hiện tượng damping. Thật ra tôi cũng không biết dịch cái hiện tượng damping này là thế nào, và chỉ có một cái tôi tìm rất nhiều tài liệu thì có một quyển là huyết động học trong lâm sàng của thầy Trần Hữu Trinh, viết cái đấy khoảng 30 năm, thầy dùng từ là hãm, tức là hiện tượng nó hãm cái dao động lại, và nó diễn ra cái phân ra hai thuật ngữ là under damping, tức là thiếu hãm, tức là do là không có cái độ nhớt của máu nên là gần như con lắc nó dao động một cách quá đà thì gọi là under damping, và như vậy nhiều cái sóng nó bị khuếch đại quá lên. Thứ hai gọi là over damping, tức là hãm nhiều quá, tức là một cái dao động, cái con lắc nó dao động trong một cái môi trường có độ nhớt nó quá cao, và vì thế nó lại là đường cong nó lại gần như không có dao động gì cả. Đây các bạn nhìn thấy, nếu như một cái bình thường mà dao động một cái sóng áp lực nó như thế thì nếu mà overdamping thì gần như nó lại bị trong một cái độ nhớt nó cao thì gần như cái gọi là cái sóng áp lực nó dao động nó kém đi rất là nhiều, được gọi là overdamping, hoặc ngược lại nó dao động quá nhiều thì nó lại thành underdamping như thế kia. Đấy, cái điều quan trọng mà chúng ta phải nhớ đó là gì? Thứ nhất đó là tình trạng overdamping hay còn gọi là quá hãm hay underdamping là thiếu hãm, không làm thay đổi huyết áp trung bình. Đấy, các bạn nhớ đấy. Tại vì dù con lắc nó có dao động như thế này, nó dao động biên độ mạnh hơn hay nó dao động biên độ ít hơn thì bao giờ nó cũng đi qua một cái điểm ở giữa, vì thế không làm thay đổi huyết áp trung bình. Các bạn nhìn thấy trong tất cả trường này huyết áp trung bình nó đều khoảng loanh quanh khoảng tầm 90 mét thủy ngân, khoảng như vậy. Đấy. Và thứ hai, đó là trường hợp nào nó gây ra underdamping và trường hợp nào gây ra overdamping. Trường hợp gây ra overdamping các bạn biết rồi, là khi mà nó có cái độ nhớt của cái dung dịch nó quá cao, ví dụ như có cục máu đông, có bọt khí hoặc là xoắn tận catheter chẳng hạn, thì khối lượng riêng của dịch cao như dung dịch ưu trương chẳng hạn, nhiều túc bản quang, thì nó sẽ dẫn đến được gọi là overdamping. Ngược lại underdamping nghĩa là gì? Khi mà cái con lắc nó dao động quá nhiều, ví dụ như catheter rất là cứng hoặc catheter nó quá lớn thì tạo ra những cái sóng giả như thế này, đúng không? Ví dụ như các bạn nhìn cái hình này, các bạn nghĩ rằng gì? À, huyết tối đa của bệnh nhân các bạn nhìn thấy là cái mức ngang kia là 160, trông như thế này, mỗi cái vạch này là khoảng tầm, vạch ngắn là 80, như vậy là mỗi cái vạch này khoảng tầm 40 mét thủy ngân. Như thế cái huyết tối đa như vậy bệnh nhân kia phải tầm khoảng 160 cộng với khoảng tầm 20 mét thủy ngân, tức là 180 mét thủy ngân. Một cái huyết áp 180 mét thủy ngân thật ra rất là cao, các bạn thấy à sợ quá, phải cho nitro vào, nếu không là bệnh nhân một thuốc giãn mạch vào, nếu không bệnh nhân sẽ xuất huyết não, ví dụ thế. Nhưng thật ra đây là do hiện tượng nó dao động quá đà, ví dụ chúng ta phải có thể bơm thêm một ít thuốc cản quang hoặc là pha trộn ít máu một chút để cho nó gọi là bớt cái hiện tượng gọi là quá hãm này đi. Để hiểu nôm na là như vậy. Một cái hiện tượng nữa gọi là, đây các bạn thấy rất hay gặp mà tôi đặc biệt lưu ý những các bạn nào vào phòng tim mạch can thiệp mà chưa nằm vững cái này gọi là gây giết bệnh nhân được, đúng không ạ? Thầy Hùng nói là cho chụp mạch vành không làm chết bệnh nhân, thực ra là trong đại đa số chịu là không chết được, nhưng nếu cho muốn cố ý làm sai thì vẫn có thể gây chết người được. Đây gọi là hiện tượng tì đầu. Tì đầu là thế nào? Đó là cái huyết áp nó đang cao như thế này, tự nhiên nó giảm xuống rất là thấp. Đó, đó là khi thế nào? Đây là từ tì đầu là do tự chúng tôi gọi là sáng tạo ra, nghe nó Việt hóa, nghe cho nó dễ hiểu. Ví dụ các bạn có một cái catheter như thế này, và bên đây một cái động mạch vành bị hẹp. Nếu các bạn có một cái khoảng trống giữa cái catheter với cái động mạch vành thì rõ ràng là máu nó đi vào nó rất là nhiều, và như vậy các bạn đo được huyết áp nó rất là cao. Nhưng nếu các bạn đẩy cái ống thông đi vào quá sâu trong mạch vành, rõ ràng là gần như không có máu đi vào trong cái trong nữa, đúng không ạ? Và như thế là cái áp lực bạn đo được ở cái đầu catheter này nó sẽ bị tăng lên hay giảm đi? Nó sẽ giảm đi. Và đây gọi là tì đầu, định nghĩa là khi đường nhánh catheter lớn hơn đường cái lòng mạch, hoặc khi đầu catheter tì vào thành mạch máu. Tương tự như vậy là gì? Ví dụ như các bạn có cái mạch máu như này, đầu catheter nằm gọi là nằm đồng trục thì các bạn sẽ đo được huyết áp. Thì nếu nằm không đồng trục thì nó, ví dụ nó ấn ở thành mạch này chẳng hạn, thì các bạn sẽ không đo được huyết áp, đúng không ạ? Một cái ví dụ rất là điển hình là ví dụ như mà các bạn đã từng đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, tôi lấy ví dụ như vậy, đúng không ạ? Nếu mà các bạn đặt dưới hướng dẫn siêu âm hoặc các bạn đặt catheter ở tĩnh mạch cảnh thì hiện tượng mình gặp, nhưng nếu các bạn chọc tĩnh mạch dưới đòn, đôi khi các bạn chọc qua lòng mạch, các bạn thấy máu rồi, các bạn ấn thêm kim vào một chút thì cái đầu catheter này đi sâu và lại chạm đến cái thằng mạch này, các bạn hút lại không ra máu nữa, và lúc ấy đẩy gai qua không thể để vào. Nhưng mà nếu các bạn bình tĩnh, bạn kéo cái kim lại một chút thôi, lúc đấy lại thấy được máu ra được, và như thế là có áp lực và lại đẩy được cái gai vai vào, đúng không? Có bạn có bị khó hiểu quá không ạ? Không khó hiểu, và trong mấy bạn nội chú này vẫn ngơ ngác.
không sao cả, thì chúng ta tranh thủ hỏi cho đi. Bài giảng tôi rất là dài vì thời lượng bộ môn phân nó cũng không có nhiều, nên là tôi sẽ cố gắng truyền đạt những cái kiến thức cô đọng nhất cho các bạn đó, để cho các bạn đỡ thấy khó hiểu nữa hơn, cũng như là để chúng ta tỉnh ngủ hơn, để làm thử một cái bài test như thế này. Đây có thể là một câu hỏi thi chúng ta. Bệnh nhân nữ 70 tuổi được chụp động mạch vành kiểm tra. Huyết tại thời điểm ban đầu đo đầu ống thông là 125.6493 mét tủy ngân. Sau khi chụp động mạch vành, bác sĩ can thiệp thấy huyết là 654352 mét tủy ngân. Đây các bạn nhìn. Đấy, cái hình chụp động mạch vành. Biện pháp xử trí hợp lý là truyền dẫn vận mạch, tiêm atropin, do vào đó bệnh nhân do nghĩ rằng bệnh nhân có thể bị cường với vị, flush lại catheter, tức là do bơm một cái dịch lại vào catheter, kiểm tra siêu âm tim xem có tràn dịch màng ngoài tim hay không, kéo catheter ra khỏi lòng mạch vành. Tại sao lại như thế? Đúng rồi đấy, chúng ta phải nghĩ được tên hiện tượng từ đầu. Cái này tôi nói đặc biệt nhắc các bạn rồi, ví dụ như là các bạn phải lâu đi học theo tôi thì khi các bạn bơm thuốc cản quang vào, chúng ta phải thấy là cái thuốc cản quang nó phụt ngược lại, ngược ra ngoài thì chúng ta mới thấy. Còn đây là rõ ràng các bạn nhìn rất là kỹ, đây là cái đầu catheter nó bít tắc luôn cả cái đầu mạch vành này, và nó đây hẹp rất là khít thế này, và viện tất này chúng ta kéo cái tay ra khỏi lòng mạch vành, nó sẽ thấy huyết nó cao lên. Đây cái này một cái rất cơ bản thôi. Còn bây giờ lại nghĩ là thôi chết rồi, hoảng hốt quá, bệnh nhân bị tụt huyết thì phải đi xem có mất máu ở đâu không, hay là đi lĩnh máu rồi đi truyền dẫn vận mạch, trong đó cứ để cái đầu cái tay thế này thì không có máu vào mạch vành thì bệnh nhân có thể rung thất, đúng không? Và thế như vậy thì để hạn chế sai số, thứ nhất chúng ta phải đảm bảo một hệ thống kín. Hệ thống phải đảm bảo hệ thống kín, đừng có bọt khí lẫn vào. Ta biết là bọt khí lẫn vào có thể sẽ làm gì, gây ra hiện tượng underdamping hoặc là overdamping. Thứ hai là các bạn xác định đúng cái vị trí transducer ở giữa thành ngực, đấy, mức là A/2. Thứ ba, hạn chế tối đa khúc nối ba chạc, không dùng hệ thống catheter quá dài, bởi vì như thế rõ ràng là cái dao động sóng nó sẽ bị ảnh hưởng đi, đúng không? Các bạn cứ hiểu nôm na, cái sóng áp lực cũng là một loại sóng thôi. Nó đi theo đường thẳng này nó rất chính xác, còn nó cứ gập góc thế này nó sẽ bị thay đổi và nó mất năng lượng trên đường truyền cái sóng đấy thì nó sẽ không chính xác. Thứ tư là kiểm soát vị trí đầu catheter, tôi đã nói rồi, đừng có để tì đầu xảy ra. Thứ năm là hút âm trước khi đo lực, tại sao thế? Nếu mà các bạn hút âm lại thì các bạn thấy là máu ra được, rõ ràng nó không bị tì đầu gì cả và đo rất là chính xác. Flush catheter thường xuyên, cái từ flush này là dùng mà từ là phụt, tức là bơm rửa nước thường xuyên, đừng có để nhiều máu cục trong ống thông quá, và nếu mà có máu cục thì sẽ tăng độ nhớt của máu và sẽ dẫn đến underdamping hay overdamping. Tăng độ nhớt thì làm sao? Overdamping thì áp lực đo được sẽ cao hơn hay thấp hơn thực tế? Trong cái huyết tối đa sẽ thấp hơn thực tế, đấy, nôm na như vậy, đúng không? Đấy, nếu cần đôi khi để pha mít thuốc cản quang hoặc máu vào để tăng độ nhớt. Đấy là những cái rất là cơ bản thôi, và tôi nghĩ rằng là cái này sẽ có ích với tất cả chúng ta dù các bạn có làm tim mạch can thiệp hay không. Phần thứ hai đó là thông tin phải và trái, áp lực buồng tim và các dạng sóng. Tôi phải nói với các bạn thế này. Bài này tôi giảng cho từ Y3, Y4, Y6, giảng cho cả nội trú, giảng cho cả học viên sau đại học. Chỉ giảng duy nhất một hình thôi. Đấy là cái hình này. Hình này nếu các bạn dở lại sách sinh lý học Y2, có hình này rồi. Và khi các bạn học, đọc, các bạn hiểu hoàn toàn cái hình này, thì các bạn không chỉ hiểu được về tim mạch can thiệp thăm dò huyết động, các bạn còn có đầy đủ kiến thức để các bạn học về siêu âm. Tại vì dù là chúng ta làm điện tâm đồ, chúng ta làm siêu âm tim hay chúng ta thăm dò huyết động, thì cái quả tim của bệnh nhân nó chỉ có một mà thôi. Các biện pháp mà chúng ta thăm dò đây là các cái phương pháp khác nhau, các góc nhìn khác nhau để nhìn cái quả tim đấy mà thôi. Cho nhìn siêu âm là nhìn từ qua thành ngực, nhìn qua những cái sóng siêu âm. Cho nhìn vào thăm dò huyết động là cho nhìn từ trong ra, cho nó đưa cống thông vào do áp lực. Bản chất sinh lý điện học của quả tim, hoạt động cơ học của tim nó cũng chỉ là một mà thôi. Và mục đích của tôi sau cái bài hôm nay xong vòng, xin lỗi các bạn là chúng ta chỉ có tầm khoảng 20 phút để các bạn hiểu toàn bộ cái hình này. Thực sự chỉ có 20 phút thôi. Nhưng đã hiểu hình này rồi, mọi việc các bạn không chỉ là về siêu âm, về điện tim, về tim mạch can thiệp, mà thậm chí về cả bệnh học, các bệnh lý hở van hai lá, hẹp van hai lá, hở van động mạch chủ, hẹp van động mạch chủ, tất cả hẹp van động mạch phổi, tứ chương Fowler, các bạn sẽ hiểu hết, chỉ tóm gọn cho hình này thôi. Đấy, nên nói thật bạn nào hiểu được hình này rồi, ví dụ như là tôi đi hết cả chữ đây, các bạn tự điền vào các chữ đấy vào gì thôi, không cần học bài này nữa, nói thẳng là như thế. Hoặc ngược lại, đi thi sẽ bịp luôn cái này vào và đố đây là cái gì, số 1 là cái gì, ví dụ thế. Đây là các dạng sóng lực trong một tim. Giáo sư có nói về thông tin phải và thông tin trái, định nghĩa thế nào, biệt thông tin phải là thế nào. Thông tin phải
đó là lấy ống thông đưa vào cái buồng tim và các buồng tim bên phải. Tức là gì? Từ hệ tĩnh mạch đi vào tất cả những cái gì bên phải. Bên phải sẽ gồm những cái gì ạ? Tĩnh mạch, sau đó là về gì? Sau đó cái gì nữa? Rồi cái gì nữa? Vâng. Đấy là định nghĩa mà thầy Hùng nói với tôi từ cách đây khoảng tầm hơn 10 năm khi tôi vào phòng tiêm can thiệp lần đầu tiên. Thông tim phải nghĩa là các bạn làm sao trọn vẹn là phải đưa được ống thông lên ở động mạch phổi. Đúng là đấy. Và ống thông này sẽ đi theo tất cả con đường. Và cái đường vào là cứ đường vào đường tĩnh mạch, có thể tĩnh mạch nền, tĩnh mạch cánh tay, tĩnh mạch dưới đòn, tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch chủ trên, đúng không, đi vào, hoặc là gì cho còn đi. Đấy, đây là các con đường, miễn là ra vào được cái tĩnh mạch là được, đúng không ạ? Và cái đường thông tim phải nó sẽ tạo ra các sóng áp lực như này. Trên hình này là bốn cái vị trí kinh điển của thông tim phải. Đây là cái catheter xoang găng. Catheter xoang găng là nó bơm một cái quả bóng ở đầu và quả bóng này cứ đi theo cái dòng máu nó đi như thế nào. Đầu tiên là đến ở nhĩ phải nó tạo ra một cái sóng áp lực, đến thất phải tạo ra một sóng áp lực, là cái hình số 2, hình số 3 đi lên động mạch phổi là một sóng lực, và hình thứ 4 là đi vào đến mao mạch phổi bít là một sóng lực nữa. Cái hình này rất là kinh điển, và thực ra bây giờ chúng ta không có ai phải thông tim phải ở giường bệnh cả. Tất cả cho đều sau vòng tim mạch can thiệp cho thông tim phải. Nhưng ví dụ như nếu mà bạn nào mà đi qua khoa hồi sức cấp cứu ICU chẳng hạn, hoặc là khoa cấp cứu A9, các anh có đảm những cái phương pháp PICO này nọ ấy, ở đó các anh không có màng huyền các tăng sáng. Mục đích các bạn ấy muốn đưa ống thông đi đến đâu thì phải dựa vào cái đường áp lực. Và nói như thầy Trần Hữu Trinh, đó là đường áp lực giống như một cái vị hoa tiêu dắt ống thông đến những cái vị trí tốt đẹp mà chúng ta mong muốn. Nhìn cái đường áp lực ta phải biết được ống thông nó đang nằm ở vị trí nào, bởi vì cái đường áp lực nó khác nhau. Đầu tiên, vị trí đầu tiên đó là áp lực nhĩ phải. Vâng, phần này nó sẽ hơi đau đầu với các bạn một chút, nhưng mà chúng ta học để cho biết, và chúng ta sẽ, tôi nói rồi, nó sẽ có nhiều kiến thức về cả bệnh học nữa. Áp lực nhĩ phải nó gồm có 4 giai đoạn như thế này. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn máu từ tĩnh mạch chủ trên hoặc tĩnh mạch chủ dưới nó ào về về nhĩ phải, đúng không ạ? Và sau đó nói theo gọi là cái cơ học của tim là giai đoạn đầu tiên, giai đoạn mà tâm nhĩ thu, tức là 1/3 cuối thì tâm trương, tức là khi mà gì, tâm nhĩ nó co bóp, tâm nhĩ phải co bóp để tống máu từ nhĩ phải xuống thất phải, đúng không ạ? Thì đó gọi là một cái sóng A. Và cái sóng này gì ạ? Xuất hiện sau sóng P trên điện tân nổ, bởi vì tâm thu thì tâm thu điện học bao giờ cũng đi trước tâm thu cơ học một chút, phải có một cái sóng điện kích thích là tạo thành sóng P điện rồi, thì tâm nhĩ nó mới có bó, phải nó sẽ đi sau sóng P trên điện tân đồ một chút tạo thành sóng A. Sau đó áp lực nhĩ phải sẽ giảm xuống, bởi vì gì, máu đi hết từ nhĩ phải xuống thất phải rồi và tạo thành một cái dốc như thế này, đúng không ạ? Và chiều cao sóng A này phụ tâm nhĩ thu, tâm nhĩ bóp càng mạnh thì là chiều cao sóng A này nó càng cao, và hết kết thúc sóng A này là kết thúc thời kỳ tâm trương, đúng không ạ? Đúng không? Và sau đó đến dạng thai là gì, máu đi xuống thất phải và đổ từ tâm thất này thất phải, đúng không, và chuyển lên động mạch phổi, rồi tất cả nó qua đại phổi về tĩnh mạch phổi, về thất trái, từ thất trái đi về tĩnh mạch qua hệ mao mạch, rồi về tĩnh mạch chủ trên, tĩnh chủ dưới, đổ về nhĩ phải. Và như thế là máu thì tâm trương là máu ào về, đầu tiếng trương là máu ào về nhĩ phải, như vậy là tạo ra một cái sóng gọi là sóng V trên điện tâm đồ. V là chữ ventricle, tượng máu đổ máu từ hệ tĩnh mạch đổ về nhĩ phải, đúng không ạ? Đấy. Và đây là chiều cao sóng V sẽ phụ thuộc gì? Phụ thuộc độ giãn nở của nhĩ và dòng máu phụt ngược từ thất về nhĩ. Và như thế, vì cái sóng V là bắt đầu thì tâm trương là một về, và vì thế nó sẽ xuất hiện ngay sau sóng T trên điện tâm đồ. Nó như vậy. Và với nhĩ phải thường sóng V thấp hơn sóng A. Với áp lực nhĩ phải bình thường thì sóng A dao động khoảng tầm 2 đến 8 mét tiền ngân. Sóng V khoảng tầm 2 đến 8 mét tiền ngân, và áp lực nhĩ phải trung bình khoảng từ 1 đến 7 mét tiền ngân. Ví dụ là nó khoảng 7 mét tiền ngân chẳng hạn, nghĩa là khoảng bao nhiêu cm nước ạ? Nhân với 1.33 là bao nhiêu? Khoảng tầm 10 đến 12 cm nước, đúng không? Và như vậy khi các bạn đo gọi là áp lực tĩnh mạch trung tâm, đo qua cái tay te đấy, CVP là bao nhiêu đấy, thì các bạn sẽ đo được con số. Bạn đã biết bình thường áp lực tĩnh mạch là dao động khoảng từ tầm 8 đến 12 cm nước, đúng không? Thực ra cái việc các bạn đo được tĩnh trung tâm là các bạn gián tiếp đo áp lực tâm nhĩ phải, đúng là như vậy thôi. Thế thì sóng A cao khi nào? Khi mà bệnh nhân có hẹp van ba lá, đúng rồi, tại vì có hẹp van thì máu không thể từ nhĩ xuống thấp được, bởi vì sóng A sẽ cao, đúng không ạ? Và khi mà gọi suy tim phải rất là nhiều và máu sẽ ứ ở tâm nhĩ và tâm thất phải, vì thế là máu tâm xuống là sóng A sẽ rất là cao. Sóng V sẽ cao khi nào? Khi là gì? Khi mà trong thì tâm, khi mà máu phụt ngược từ thất về nhĩ, bên cạnh cái lượng máu mà đi qua hệ tĩnh mạch về, nó còn cái lượng máu là phụt ngược từ tâm thất phải đổ ngược về tâm nhĩ phải, trong bệnh cảnh hở van ba lá, và như thế sóng V sẽ rất là cao.
và giảm khả năng giãn nở nhĩ, đúng không? Ví dụ bệnh cơ tim hạn chế, tâm nhĩ lẽ ra trong thì tâm trương là tâm nhĩ phải giãn rất rất nhiều để đón cái lượng máu về, nhưng nó không giãn ra được. Và vì thế khi mà thể tích không tăng lên nhưng mà cái gọi là cái lượng máu lại tăng lên thì rất là áp lực là nó phải tăng lên rồi, đúng không ạ? Đấy. Đây đây là những cái thông tin phải, các áp lực bất thường là như thế. Đấy, tổng kết lại. Bây giờ khi mà cái ống thông nó đi từ nhĩ phải, là cái sóng nhĩ là có sóng A và sóng V để hình như vậy, và nó đi xuống thất phải thì nó sẽ tạo ra cái này. Cái hình này là hình đặc trưng của thất phải, hình này nó khác cơ bản áp lực nhĩ phải ở hai điểm. Ở hai điểm nào ạ? Thứ nhất là áp lực tâm thu cao không? Áp lực tâm thu rất cao, áp lực thất phải tâm thu rất là cao, nó ở đây nó rất là cao, một hình áp lực như thế này. Thứ hai là áp lực tâm trương nó rất là thấp, tại vì trong các bạn về trong thì tâm trương là thất, tâm thất giãn ra tối đa để máu đi từ tâm nhĩ xuống tâm thất, áp lực tâm thất trong thì tâm trương có thể về đến zero. Và như vậy các bạn nhìn cái hình này, hình này cái đường cao đó là áp lực tâm thất trái hay đường thấp áp lực tâm thất phải, đúng không? Đỉnh tâm thu đó là thất phải dao động khoảng tầm 15 đến 25 mét thủy ngân, cuối tâm trương dao động khoảng tầm 10 đến 1 đến 10 mét thủy ngân. Cái hình này tôi nói nữa khoảng tầm 10 phút nữa các bạn hóa hết cả mắt, tôi sẽ đi rất là nhanh thôi, các bạn sẽ có thời gian đọc lại tài liệu này. Các bạn biết rằng đây tất cả các dạng chu chuyển tim mà tôi đã được học trong xin lỗi sinh học Y2 rồi, không biết tôi còn nhớ không? Tâm thu chia ra các đoạn là co đẳng tích, từ lúc đóng van ma lá nó mở van động mạch phổi, khi co đẳng tích thì sao? Thì áp lực tâm thất phải tăng lên rất là nhanh, đúng không ạ? Đúng không? Thì ai thầy thì tống máu là khi bắt đầu mở van động mạch phổi, đúng không? Tống máu ra và áp lực tăng lên đến đỉnh và sau đó giảm xuống. Đến thì tâm trương nó bắt đầu khi áp bắt đầu giảm xuống, và đây là có hai giai đoạn giãn mảng tích, tức là giai đoạn gì? Mặc dù là máu tâm thất phải đã giãn ra rồi, làm sao đúng không? Giãn ra rồi nhưng mà cái van ba lá nó chưa mở ra, và vì thế là máu chưa đi từ nhĩ xuống thất và chưa hề có máu từ nhĩ xuống thất, và áp lực tâm thất giảm rất là nhanh và sau ra đổ đầy thất là đến lúc mở van ba lá, đến lúc đóng van ba lá. Trong giai đoạn này thì gì? Có dạng máu về nhanh, huyết áp nó tăng rất là nhanh lên, và sau đó máu về chậm là cái áp lực trong thất thải nó không thay đổi nữa. Đấy, bạn hiểu không? Nôm na là như thế. Nếu các bạn hiểu được về mặt cơ học, sinh lý học các chu chuyển tim thì thấy là nó rất là gần gũi với cả cái thông tin này, và về sau nếu các bạn làm chuyên biệt về siêu âm các bạn cũng biết là có các sóng như vậy. Áp lực thất thải bất thường thế nào? Nếu tăng áp lực tâm thu trong hoàn cảnh nào? Khi mà có tăng áp lực động mạch phổi hoặc có hẹp van động mạch phổi, hẹp đến ra thất phải, đúng rồi, tất nhiên là chúng ta đang mà đi ra ngoài đường này mà có một tảng đá chặn ở phía giữa thì chúng ta phải dùng sức để đẩy nó ra thì đương nhiên là áp lực sẽ tăng lên rồi, đúng không ạ? Giảm áp lực tâm thu khi nào? Khi mà thiếu dịch, sốc tim hoặc ép tim cấp, đúng không ạ? Chúng ta biết là chúng ta có thể đo áp lực tim trung tâm mà thấy áp lực tim trung tâm khoảng tầm 1 cm nước thì chắc chắn áp lực thất phải cũng giảm rồi, là như vậy bệnh nhân là thiếu dịch hoặc là sốc tim do nó suy tim rất là nặng. Đây là cái hình ảnh rất là kinh điển, gọi là áp lực thất thải bất thường. Đây gọi là hình ảnh gọi là deep end plateau, hay người ta gọi là hình ảnh dấu căng. Cái hình ảnh này nó rất kinh điển. Tại sao như vậy? Và thầy Hùng khi mà viết cái sách gọi là thông tin, thầy dùng cái hiện tượng gọi là bổ nhào cao nguyên, tức là deep, tức là bổ nhào xuống giảm nhanh. Plateau là cái cao nguyên, tức là nó đi không có áp lực thất thải nào nhé. Bình thường nó là thân thải, trong thì tâm trương nó phải xuống zero và nó phải loanh quanh khoảng tầm 1 đến 2 mét thủy ngân thôi. Như đây nhé, cao nguyên lên tức là gì? Cao này tức là gì? Khả năng giãn nở của thất thải nó rất là kém, hiểu không? Khi mà khả năng thất thải nó giãn được ra rất là nhiều thì máu sẽ về rất là nhiều và áp lực thất thải thì tâm trương này về đến không biết thủy ngân. Nhưng vì áp lực thất thải nó giãn rất là kém, thất thải nó muốn giãn ra mãi, nhưng lẽ ra đến đây là phải giãn ra tiếp thì nó không giãn được nữa, nên khi máu về nhiều hơn thì áp lực thất thải sẽ tăng lên ngay lập tức. Và đây người ta gọi là cái áp lực thất thải cuối tâm trương rất là cao. Gặp trong những trường hợp nào, ví dụ như viêm màng ngoài tim co thắt, đúng không? Hoặc là gì? Bệnh cơ tim hạn chế hoặc là tràn dịch vào ngoài tim, nó thất thải không giãn ra được nữa, đúng không? Thì nghĩa là gì? Cái dấu hiệu rất kinh điển gọi là tâm trương deep end plateau, thế là trong thì tâm trương. Sau khi mà đi qua thất phải rồi thì về mặt tiếp theo, bước tiếp theo sẽ là đi lên động mạch phổi, đúng không? Động mạch phổi thì huyết áp động mạch phổi sẽ khác với áp lực thất phải ở một điểm. Áp lực tâm thu có khác nhau không? Áp lực tâm thu trên động mạch phổi với thất phải có khác nhau không? À không khác nhau, về mặt kinh điển là không khác nhau đâu. Tại vì giả dụ như thất phải là cái phòng này, động mạch phổi là cái hành lang kia, thì nếu mà cửa nó cứ mở thông thống, cái van động mạch phổi cứ mở ra thì áp lực trong phòng này với cả áp lực cái hành lang kia là nó phải như nhau. Tuy nhiên nó khác cái áp lực thất phải ở điểm, áp lực tâm thu không khác nhau, nhưng áp lực thất phải,
áp lực tâm trương nó khác. Tại vì sao? Tại vì động mạch phổi nó có những cái độ co giãn là sức đàn hồi của thành mạch, đúng không ạ? Và như vậy là bao giờ nó cũng, nếu như áp lực thất phải nó để xuống về zero, áp lực phổi không ở xuống về zero cả. Và đây là cái đường cong điển hình của đường cong áp lực động mạch. Thì tâm thu có thể lên đến 25 mét thủy ngân, nhưng thì tâm trương nó không hề xuống không, nó chỉ vẫn là dao động khoảng tầm 10 đến 15 mét thủy ngân. Và đặc biệt với cái áp lực động mạch phổi nó có một cái nhú lên đây, cái gọi là cái notch này. Đó là khi mà, đây là khi mà đóng vào động mạch phổi thì nó tạo ra một cái áp lực, thì nó nhảy lên cái như thế này. Và đôi khi chúng ta không nhìn thấy cái notch này. Đó là tại sao? Đó là trong trường mà gọi là quá hãm, cái overdamping này, nó không ghi được những cái dao động rất là nhỏ này, tại vì nó bị hãm nhiều quá. Mình hiểu tôi, tức là khi mà đóng vào động mạch phổi nó chỉ tạo ra một cái xung động rất là nhỏ. Nếu mà cái hệ thống transducer rất là nhạy thì sẽ ghi được cái tín hiệu đấy, nhưng mà nếu mà nó dao động nó bị kém trong cái môi trường nhiều độ nhớt thì sẽ không ghi được. Cái hình này rất là rõ là cho chúng ta thấy đây là một trường hợp gì. Các bạn sẽ nhìn thấy cái đường màu đỏ kia là áp lực trong động mạch phổi, đúng không ạ? Áp lực trong động mạch chủ, còn cái đường màu vàng là áp lực trong động mạch phổi, đúng không? Thì bạn thấy áp lực động phổi rất là thấp, thì chỉ dưới 20 mét thủy ngân thôi. Còn cái đường màu xanh là cây là áp lực trong thất phải, thì các bạn thấy gì? Đường áp lực trong thất phải nó cao bằng áp lực trong động mạch chủ. Bình thường là áp lực tiểu tuần hoàn thấp hơn áp lực đại tuần hoàn rất là nhiều, nhưng trường này do có hẹp van động mạch phổi nên áp lực trong buồng thất phải lại cao bằng áp lực động mạch chủ, và cái áp lực trong động mạch phổi nó rất là thấp như thế kia. Cuối cùng đó là khi áp lực mao mạch phổi bít. Tại sao người ta gọi ghi là áp lực mao mạch phổi bít thế này? Tức là khi ta đưa một cái ống thông đi quá sâu trong động mạch phổi, đi vào rất là sâu trong động mạch phổi và bơm một quả bóng lên. Tại sao lại bơm quả bóng lên? Bơm quả bóng lên để đảm bảo rằng cái áp lực đo được là áp lực của đầu ống thông chứ không phải áp lực ở đoạn dưới của ống thông. Chỗ này các bạn hiểu không ạ? Khi chưa bơm một quả bóng lên thì áp lực đo được nó sẽ là áp lực ở cái điểm này chứ không liên quan đến áp lực ở những điểm này cả, tại nơi máu nó hoàn toàn không vào. Các bạn hiểu chưa? Tại sao phải có áp lực bít này? Bởi vì động mạch phổi sẽ thông ra đến đâu? Động mạch phổi thông ra đến đâu ạ? Mao mạch phổi thông ra đến đâu? Tĩnh mạch phổi thông ra đến đâu? Nhĩ trái. Nếu như chúng ta muốn tiếp cận nhĩ trái, chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải chọc đường động mạch. Chúng ta phải đi từ động mạch quay động mạch đùi đó lên động mạch chủ, qua van động mạch chủ, xuống nguồn thất trái, đi ngược từ thất trái lên nhĩ trái. Đúng không ạ? Bởi vì mao mạch phổi không có cái gì đi qua được mao mạch phổi cả. Đúng không ạ? Mao mạch phổi nó bé tí tẹo, không có gì đi qua được, chỉ có máu đi qua được. Tí tẹo để trao đổi chất thôi chứ không để gọi là đưa ống thông qua hệ mao mạch phổi được. Hoặc là chúng ta phải để chọc cái lên nhĩ. Và chính vì thế người ta phải đo áp lực mao mạch phổi bít này. Áp lực mao mạch phổi bít này khi cho bơm quả bóng lên nó sẽ phản ánh áp lực nhĩ trái. Các bạn hiểu chưa? Đó là lý do mà người ta gọi là áp lực mao mạch phổi bít như vậy. Và áp lực mao mạch phổi bít này vì nó phản ánh nhĩ trái nên là dạng của nó sẽ có dạng gì, sóng gì và sóng gì ạ? Nó sẽ giống với cả áp lực nhĩ phải, tức là sẽ có sóng A và sóng V. Đúng không ạ? Sẽ có sóng A và sóng V. Tương tự thôi, sóng A sẽ là nhĩ trái thu và sóng V là thất trái co. Chiều cao sóng V phụ thuộc giãn nở của nhĩ trái và phòng dòng máu phụt ngược từ thất về nhĩ. Đúng không ạ? Áp lực thấp khi sóng A, sóng V thấp khi mà thiếu dịch. Áp lực cao khi tăng ấy thể tích suy tim trái, tràn dịch màng ngoài tim. Hẹp van hai lá thì máu đương nhiên không thể đi từ nhĩ trái xuống thất trái rồi, thì áp lực sóng A nó phải cao lên thôi, đúng không ạ? Đấy. Sóng V cao rất quan trọng trong trường hợp là gì? Hàng đầu đó là hở van hai lá, bởi vì bên cạnh cái máu lại từ phụt về nhĩ trái qua hệ thống mao mạch phổi, tĩnh mạch phổi, nó còn có một cái lượng máu gì phụt ngược từ thất trái về nhĩ trái, và vì thế sóng V cao, suy tim toàn bộ. Đấy. Đây các bạn nhìn cái hình này. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái sóng nhỏ đi trước là sóng A và sóng cao đi trước là sóng V. Nếu các bạn căn ra nữa thì sóng A này sẽ đi ngay sau sóng P trên điện tâm đồ và sóng V này sẽ đi ngang ngang với cả sóng T trên điện tâm đồ. Với sóng V thì tâm trương, và sóng A là cuối dạ thì tâm nhĩ thu. Đấy, nôm na là như vậy thôi, đúng không ạ? Các bạn thấy chưa? Học đau đầu lắm, nhưng mà nó có cái tương quan với cả điện tâm đồ lẫn cái sinh lý học về chu chuyển tim. Và sóng V này rất là cao, đó là biểu hiện gì của hở van hai lá rất là nặng. Đấy. Cái trường hợp này thì các bạn thấy thế nào? Sóng A lại cao hơn sóng V rất là nhiều. Tại vì sao lại như vậy?
Bởi vì lúc đó gì, áp lực trong buồng nhĩ trái tăng và tâm nhĩ trái thu tạo ra một cái áp lực rất là mạnh để cho trường hẹp van hai lá rất là nhiều. Hẹp van hai lá. Tiếp theo đó là thông tin trái, tương tự thôi. Thông tin trái nghĩa là nếu thông tin phải nghĩa là đưa ống thông vào toàn bộ hệ thống tim phải, thông tin trái đưa ống thông vào toàn bộ buồng tim trái từ động mạch lên động mạch chủ và buồng tất trái, đúng không ạ? Tất nhiên là đôi khi có thể đi qua đường tĩnh mạch và qua đường chọc vách lên nhĩ, đấy là những cái đường vào với một cái thông tin trái là như vậy. Các cái sóng và thông tin trái với áp lực thất trái cũng tương tự thôi, có các giai đoạn co đẳng tích, tống máu tâm trương, giãn đẳng tích, đổ đầy thất, sẽ có áp lực tối đa, áp lực cuối tâm trương, đúng không ạ? Đó. Và nếu như áp lực cuối tâm trương thất phải phản ánh cái khả năng giãn nở của thất phải, thì áp lực cuối tâm trương thất trái phản ánh khả năng giãn nở của thất trái. Và cái thông số này thông số vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Nếu bạn nào làm cả siêu âm nữa đánh giá chức năng tâm trương thất trái thì chắc chắn là rất là biết này. Đôi khi có những bệnh nhân mà ép bóp rất là bình thường, bóp rất là tốt, nhưng ví dụ bệnh nhân là bệnh cơ tim phì đại chẳng hạn, đôi khi là bóp rất là tốt, thậm chí bóp còn quá tốt, nhưng mà khả năng giãn nở của tim lại kém, mà vì thế là gì, trong tình tâm trương máu hoàn toàn không về tim được và tim nó không giãn ra được, tim nó không giãn ra được, vì thế là dẫn đến áp lực cuối tâm trương nó rất là tăng, tại vì nó cứ bị ứ máu ở tâm trương đấy, đúng không ạ? Và như thế là gì, dẫn đến là bệnh nhân suy trương tâm trương, mà như thế là biểu hiện là gì, cái LVEDP áp lực cuối tâm trương thất trái nó tăng. Và LVEDP là cuối tâm trương thất trái phụ thuộc lượng máu về tim, hay còn gọi là tiền gánh, khả năng giãn nở thất trái trong tình tâm trương đấy, và bình thường nó chỉ dao động khoảng từ 5 đến 12 mét tiền ngân. Đây là cũng hiện tượng, nếu mà LVEDP mà nó tăng thì cũng là một cái dấu hiệu rất là xấu, và đây cũng dấu hiệu deep end plateau là dấu căn là như thế, đúng không ạ? Và cái này thì trước đây là cách đây khoảng vài khóa đấy, có bác sĩ Định là ở khoa tim mạch bệnh viện đa khoa Quảng Ninh đấy, thì có làm đề tài là đánh giá là cứ định kỳ là bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thì đi đo LVEDP là áp lực cuối tâm trương thất trái xem nó dao động thế nào. Thì đấy cũng giống như các nghiên cứu nước ngoài thôi, thì người ta nhận thấy rằng là trong các bệnh nhân mà vào viện về ACS thì những bệnh nhân mà LVEDP áp lực cuối tâm trương thất trái mà cao ấy, từ cái đường màu xanh ấy, đường màu vàng ấy, là trên 26.5 mmHg so với đường màu xanh là dưới 26.5 mmHg, thì những bệnh nhân mà áp lực cuối tâm trương thất trái mà càng tăng thì cái tỷ lệ tử vong nó càng cao. Đây là những cái trường mà áp lực thất trái bất thường, tăng áp lực tâm thu, tăng huyết áp, hẹp van động mạch chủ, hẹp đường ra thất trái, giảm thiếu dịch, sốc tim, ép tim cấp. Các bạn nhìn cái hình này, khi cho thông tin đo gọi là đo đồng thời áp lực thất trái và áp lực nhĩ trái trên tâm trương, thì đấy gì, trong thì tâm trương hoàn toàn không có chênh áp giữa thất trái và nhĩ trái, từ lúc đến van này là mở ra tối đa và máu từ nhĩ trái cứ thế đổ xuống thất trái, đúng không ạ? Không có chênh áp thành tâm trương. Nhưng ngược lại trong trường hẹp van hai lá thì bạn thấy làm sao? Cái đường LV là áp lực thất trái, cái đường LA là áp lực nhĩ trái, kia rõ ràng trong tỉ tâm trương có một cái đoạn dao động chênh lệch áp lực giữa thất trái và nhĩ trái, đúng không ạ? Các bạn nhìn cái đường LA này, các bạn sẽ thấy có hai sóng, đúng không ạ? Đây là sóng A, xong đây là sóng V đấy, hai sóng V nó có hai sóng này, đây áp lực thất trái là như thế này, thì rõ ràng đây, đúng không? Đây sóng A này, đây sóng V là áp lực nhĩ trái là như thế này, áp lực thất trái như này, thì rõ ràng trong tâm trương có một cái chênh lệch áp lực. Và các bạn đã học rồi, kiến thức các thầy dạy là gì, nếu mà chênh áp trung bình là dưới 5 mmHg là hẹp van hai lá nhẹ, từ 5 đến 10 là hẹp van hai lá vừa, trên 10 mmHg là hẹp van hai lá nặng, đúng không ạ? Đo trên siêu âm cũng như thế thôi, đo siêu âm là các anh chị có những công thức tính đo trên siêu âm các thứ thì cách cơ bản nó cũng như vậy thôi, nhưng phải hiểu chênh áp là thế nào và cái đường về mặt thông tin tham dò huyết động giải thích rõ cho các bạn. Hay là cái hình này sẽ cho thấy chúng ta thấy cái gì ạ? Hình này là đo đồng thời áp lực thất trái và áp lực mong mạch phổi bít. Thì trên hình này các bạn có thể thấy gì? Là thử động não chứ nào, bạn Dũng như đang ngủ thế nào. Em nhìn cái hình thông tin này đo đồng thời áp lực thất trái và áp lực mong mạch phổi bít, thì em thấy trong trường này là chẩn đoán cái bệnh này là bệnh gì? À, thế bạn nào giúp nào? Mời em. Đây thì đi thi chỉ hỏi như thế này thôi, cứ đưa ra một cái biểu đồ thế này và hỏi đây là cái gì? Em có biết không? Nào bạn Tuấn. Gì cơ? Nào thế ai trả lời được câu này nào?
hai lá? Tại sao anh lại nói là hẹp hai lá? Em xuống em chỉ chính áp thấp và nhĩ ở đâu em chỉ cho các bạn. Em xuống em chỉ là tôi không muốn giảm quá nhanh để các bạn phải hiểu được cái hình này, hiểu được hình này coi như hiểu xong cái bài. Nào em xuống đi, nhanh lên, không có nhiều thời gian. Đâu em chỉ, đâu em chỉ, không sao em đủ cao để chỉ. À. Đồng ý chủ. À. 50 đây, 100 đây, 10 ô, cứ 2 ô này là 60. À. À. Thế bình thường có chênh áp không? Bình thường áp lực động mạch chủ đương nhiên là phải to, mạnh hơn là nhĩ trái thì tâm thu rồi còn gì nữa. Thế thì nhĩ trái đổ xuống thất, trái trong thì tâm nào? Trời ơi. Gì trong thì nào? Thế vấn đề là phải hiểu rõ cái chu chuyển tim, nó không thể đứng mà nói phép ra được. Đúng không? Thế bây giờ em cứ nói bao giờ mà áp lực nhĩ lại còn bằng áp lực thất, thế thì có khi bệnh nhân là phổi cấp chết toi từ lâu rồi đúng không? Áp lực trong nhĩ trái lại còn bằng áp lực thất trái, thế thì lấy cái động mạch phổi nào mà nó đẩy được máu về tâm nhĩ trái đúng không? Nếu em muốn là áp lực nhĩ trái bằng áp lực thất trái thì áp lực động mạch chủ là 100, áp lực nhĩ trái là 100. Nghĩa là áp lực động mạch phổi phải lớn hơn 100 thì mới đẩy được máu về tâm nhĩ trái đúng không? Thế thì bệnh nhân lại phù hồi cấp chết toi rồi còn gì nữa. Đấy chứ nó phải hiểu rõ cái đấy. Đây là nào, ta hiểu được cái này nào? Không biết cứ nhìn cái hình này ấy. Nào tên bạn nào nào? Đây bạn Phúc kìa, ông nội chú 42, ông đã vào can thiệp, ông xuống, ông nhìn hình này là cái gì nào? Em có đỗ cái khóa tim mạch can thiệp năm ngoái không? Gì cơ? Em trượt hai lần gì? Đấy thế mà ông đã vào ông đòi le te đặt stent rồi, thế hình này là cái gì nào? Cái gì ạ? Đây hình này không khảo sát đường phổi, đây là một PCWP là áp lực bao mạch phổi biết kia là thất trái. Cái gì ạ? Hở van hai lá. Rồi, nhất trí đây, chúng ta thấy là sóng V rất cao đúng không? Sóng V lên đến khoảng tầm 50 mét gân, thấy là rất cao, hở hai lá. Rồi, nhất trí. Còn cái bệnh gì nữa không? Gì? Tại sao hẹp hai lá, mời bạn Trang? Đấy là một, nhưng còn cái quan trọng của chẩn đoán hẹp hai lá dựa vào cái gì, nó quan trọng trong trường này? Đâu em xuống em chỉ trinh áp cho mọi người xem nào. Đâu thì tâm trương từ đâu đây mà em dùng tay em vẽ ra nào đấy. Từ giống T đúng không? Thì tiến lên từ đâu? Em kéo cái tay em thì tấm trương thế nào? Rồi thì thế xong nó kéo dài đến chỗ nào? Sóng A là thời kỳ nhĩ thu đúng không? Có thể rồi nhĩ thu là 1/3 cuối thì tâm trương đúng không? Như vậy nó phải hết cái sóng A. Đấy, thế đấy loanh quanh này về chu chuyển tim mà không nắm được thế này. Đấy. Đúng rồi đấy, thì hiểu là thế. Thế rồi, tôi cảm ơn em. Như thế các bạn thấy gì? Thì tâm trương sẽ kéo dài lên. Thế việc cứ nhìn cái thì tâm trương thì dễ nhất là nhìn vào áp lực tâm thất trái đúng không ạ? Khi nào mà áp lực thất trái mà bắt đầu giảm đi thì nó bắt đầu thì tâm trương cái gì đúng không? Khi nào áp lực thất trái mà nó tăng lên thì nó bắt đầu thì tâm thu đúng không? Thì kiểu như này thì các bạn thấy cái gì? Áp lực thất trái nó cao bỗng lên kia nó xuống đây thì đến đây nó về đến không này này, tức là thất trái nó giãn ra đúng không ạ? Thì tâm trương sẽ kéo dài trong cái đoạn này, đến khi đến cái thời điểm này là thời điểm mà bắt đầu gì áp lực nó tăng lên thì đây là thì tâm trương sẽ từ điểm D cho đến điểm E đúng không? Và trong thì tâm trương này thấy gì? Đây là áp lực nhĩ trái, đây là thất trái, thì đây cái đoạn chênh lệch này là gì?
là chênh lệch áp lực giữa nhĩ trái và thất trái trong thì tâm trương, và chênh lệch này rất là cao, thì đây là gì? Vừa có cả hẹp hai lá, vừa có cả hở van hai lá, đúng không? Nào đây, đã hiểu chưa? Nào bên nó chưa hiểu gì, bạn thì chưa hiểu gì cả. Thế này biết làm thế nào bây giờ? Nếu mà biết chính chu chuyển tim thì các bạn còn không hiểu, về địa tâm đồ các bạn còn không hiểu, đúng không? Địa tâm đồ QRS là cái vùng nào, là giai đoạn nào? QRS là dạng khử cực thấp, đúng không ạ? Khi nào gọi trật tự nào, khi khử cực thấp thì xung điện nó mới đi xuống tâm thất và bắt đầu làm tâm thất bắt đầu co, thì ngay khi sau QRS cái sẽ là bắt đầu thì tâm thu đấy, các bạn nhìn rất là rõ một như kia. Sau cái QRS là bắt đầu áp lực thất trái bắt đầu tăng lên, đấy thì tâm thu, đúng không ạ? Áp lực thất trái bắt đầu tăng lên, tăng cho đến lúc là gì, vượt quá được trong động mạch chủ thì sẽ mở van động mạch chủ ra, thì máu sẽ tống từ tâm thất trái vào trong động mạch chủ, và sau đó là gì, đúng không ạ? Thì đóng tống xong rồi thì bắt đầu đóng xuống và áp lực thất trái sẽ trở về khi mà thất trái bắt đầu giãn ra, chu chuyển tim là như thế thôi. Cho nên các bạn đã hiểu chưa? Quá thế này thì đây, áp lực thất trái bất thường, ví dụ như trong hình này là chúng ta đo đồng thời áp lực trong động mạch chủ với đo đồng thời trong lực thất trái. Thế bình thường hai cái giá trị này nó phải bằng nhau, nhưng trong trường này các bạn thấy gì, áp lực thất trái là cái LV kia và áp lực động mạch chủ là cái AO này, thì áp lực phần nào cao hơn gì ạ? Áp lực phần nào cao hơn? Thất trái. Có nghĩa trong bệnh này là bệnh gì ạ? Bệnh này là gì? Nói hẹp chủ thì cũng không phải đúng hoàn toàn, mà tất cả các bệnh lý mà có cản trở giao trái bị hẹp van động chủ, hay là bệnh cơ tim phì đại, hay là hẹp trên van thì đều là như thế hết. Áp lực thất trái và áp lực động chủ nó không bằng nhau, đúng không ạ? Đấy. Đây này, ví dụ như chưa hay đi làm gọi là khi mà làm TAVI thì đo một các lực đường màu vàng, lá lực trong đường màu vàng lá lực gì nào, thì hỏi thế, đường màu vàng lá lực gì, tại sao đường màu vàng này là áp lực động mạch chủ? À đúng rồi, ông Mạnh kia bây giờ năm ngoái là thi điểm cao đúng không? Vì áp lực tâm trương nó không về zero thì đấy là gọi là, người ta gọi gì, đây là áp lực, đấy là động mạch chủ, còn đường màu đỏ là áp lực gì, thất trái. Và như vậy thì trong trường hợp này là gì, có chênh lệch áp lực giữa thất trái và động mạch chủ không? Như thế kết luận là gì? À, hẹp van động mạch chủ, đúng rồi, thì đơn giản thôi đấy, đi thi cứ trong hình như này, hỏi đây là hẹp van động mạch chủ, hẹp van hai lá hỏi là phải biết, không cần ai giải thích đâu, là áp lực này ra phải tự biết rồi. Và các bạn thấy gì, nếu mà sau khi thay van hoặc là sau khi nong van thì thấy hai đường này như thế nào? À, sẽ không còn chênh áp nữa, và áp lực thất trái bây giờ nó không còn là, khi mà trước các bạn nhìn ra áp lực thất trái nó cao tầm khoảng 240 mấy rồi à, 240, thì sau khi nong van xong thì áp lực thất trái nó về khoảng tầm 160, tức là nó giảm đi rất là nhiều, tức là cái tảng đá đè mà ngăn chặn chở cái đường ra thất trái đã được giải quyết rồi, đúng không ạ? Áp lực động mạch chủ thì cũng tương tự áp lực động mạch phổi thôi, đúng không ạ? Không cần trình bày thêm. Đây là một số trường hợp áp lực động mạch trung tâm bất thường ở cái hình này, hay vô cùng, không hiểu tại sao các ông người Mỹ ông lại tìm ra cái hình như thế này. Các bạn nhìn cái điện sóng điện tâm đồ trên kia không? Đấy là cái gì? À đấy là rung thấp, đúng rồi. Thì tương ứng với cái đoạn dưới là gì? Có áp lực không? Có áp lực không? Thế sau đó vậy lại về bình thường, lại có một số đoạn nhịp xoang ngoại tâm thu rồi về có cái nhịp xoang kia và nó không có áp lực. Đây là hiện tượng gì? À đây là khi mà một số bệnh nhân có ngừng tuần hoàn trong vòng tim mạch can thiệp, đúng không ạ? Thì sẽ rung thấp và sẽ không nhìn thấy áp lực nữa, và sau đó có thể là sốc điện thì nó lại về một cái áp lực bình thường. Đấy là rất là rõ là họ ghi được cả cái hình ảnh như thế này. Nên tôi vẫn nói vui là đôi khi bệnh nhân rung thấp mà các bạn vào ép tim ấy, ép tim ở C1 thì không biết là ông ép có hiệu quả hay không. Nhưng ép tim phòng tim mạch can thiệp, ông nào mà ép giả vờ là biết ngay, tại vì không thấy có áp lực nó hiện ra. Hiểu không? Còn ép tim phòng tim mạch can thiệp khi mà đang có cái ống thông nó nằm trong động mạch rồi mà ông nào ép tim mạnh là cứ ép lên 200 thì biết là rất là khỏe.
Còn những người cứ ép dù là rất là nỗ lực nhưng mà huyết áp chỉ lên được có 40-50 thôi, thế thôi mời đi ra ngoài cho nó khỏe. Ép tim mà áp lực lên 40-50 thì ép làm gì, đúng không ạ? Thế không để có áp lực tưới máu cho cơ quan được. Đây là cái thất hóa, tức là gì? Áp lực tâm tu nó, áp lực tâm tu giảm nhẹ, áp lực tâm chưa nó giảm nhiều này. Đó là gì? Hiện tượng khi mà cái ống thông nó chui quá sâu vào trong cái lòng mạch máu này, và cái lòng mạch máu đấy giống như không còn áp lực tâm trương nữa, không phải áp lực một động mạch nữa mà là áp lực tâm thất, thì đấy hiện tượng gọi là gì? Đầu karate nó bít tắc vào lòng mạch vành, nó chưa đến mức như gây tì đầu nhưng mà nó giảm cái lượng máu vào. Đây thì thất hóa là thế, trông cái áp lực nó như là cái buồng thất như thế kia. Đấy. Đây là một số cái bảng cái áp lực bình thường mà các bạn nắm được, thì tôi nghĩ rằng các bạn thật ra là các bạn cũng đã thuộc gần hết những cái con số này rồi. Ví dụ như là áp lực thất trái là loanh quanh khoảng tầm tâm tu khoảng tầm 130 tương ứng với huyết áp tâm tu bệnh nhân là 130, huyết áp tâm trương cuối tâm trương là khoảng 8 thủy ngân, là nếu mà nó tăng thì tăng áp lực cuối tâm trương thất trái. Áp động mạch chủ dao động từ khoảng 70 đến 130 theo huyết áp tâm tu là 130, huyết áp tâm trương là 70 thủy ngân. Đấy, áp lực đường phổi là thất phải hay là nhĩ phải như vậy. Phần này các bạn có hỏi không ạ? Khó quá. Dạ, dụ rằng là các có hỏi gì không? Làm thử một cái bài xem. Rồi, làm câu hỏi chưa? Phúc năm ngoái rồi thì biết hết các câu hỏi rồi còn gì? Gì? À, đây, thì thử xem một câu nhé. Đây, câu hỏi này có thể hoàn toàn là câu hỏi thi chứ các bạn được, rất là chặt chẽ. Bệnh nhân nam 56 tuổi vào viện vì khó thở, khám lâm sàng có tiến thử tâm trương khoảng lên sườn 2 đường cạnh ức trái, tiến thử nghe rõ nhất khi bệnh nhân ngồi nghiêng người về phía trước, huyết áp đo là 45/50 thủy ngân, khảo sát huyệt thu được hình ảnh như trên. Cái đường màu xanh đó thật ra là lẽ là tôi hoàn toàn có thể là che đi, là không cho bạn giới thiệu đây là cái đường gì, nhưng mà giới thiệu là cái đường màu xanh lá cây là áp lực thất trái, đường màu xanh da trời là áp lực động mạch chủ, đường màu tím là áp lực nhĩ trái. Đấy, câu đầu tiên này đặt ra cho các bạn nội trú tim mạch, tao học chuyên khoa 1, chuyên khoa 2. Tiếng thổi của bệnh nhân nghe rõ nhất ở khoảng thời gian nào, A, B, C, D, E nào, đã hiểu chưa các bạn? Nếu mà đi thi các bạn sẽ có khoảng tầm 30 giây, 45 giây làm này. Ông mời bạn Văn đây nào, em trả lời xem gì. A, B, C, D, E. Dạ, em bảo gì? C. Văn bảo C. Có ai bảo các cô trả lời khác không? Nào, thế bây giờ làm lại, thế bây giờ câu đầu tiên hỏi là bệnh nhân này bị bệnh gì nào? Gì ạ? Hở van động mạch chủ, đúng không? Rõ ràng đây trẻ con cũng biết là hở van động mạch chủ rồi, có tiếng thổi tâm trương, nghe cái khoảng này rồi ngồi nghiêng ra trước thì rõ ràng người ta là gọi là gợi ý tận răng là hở van động mạch chủ rồi. Tại sao hở van động mạch chủ lại có tiếng thổi? Tại sao có tiếng thổi? Tiếng thổi hở van động mạch chủ là trong thì nào? Trong niềm chiêm, tại sao lại có tiếng thổi? Nào bạn Hoa kia xem nào. Vâng. Cái gì ạ? Đúng rồi, là do dòng máu phù ngược từ động mạch chủ về tâm thất qua thì tâm trương, đúng không ạ? Và muốn có dòng máu chảy thì phải có chênh áp, thì máu chỉ đi từ nơi có lực cao đến lực thấp, đúng không? Bạn ra bạn chỉ cái chênh áp mà tạo ra cái tiếng thổi trên hình này cho tôi xem nào.
Chỗ nào nào? Gì ạ? Đúng rồi. Vậy thì nếu mà có một tiếng thổi, theo bạn nó sẽ nghe rõ nhất vào A, B, C, D hay E? Gì? C là biệt, C là thời điểm nào nào? Gì? C là thời điểm nó ra. Cảm ơn em. C là thời điểm mới bắt đầu gì? Đóng van động mạch chủ. Hai cái đến nó chưa có thay đổi nhiều. C đấy các bạn, chiếu lên đây. Đúng không ạ? Chưa nhiều. Đến cái đoạn này nó mới nhiều. Đấy, đến cái đoạn này nó mới tiến thổi cho em nó nhiều và như thế. Cái này nếu mà câu trả lời đúng thì sẽ là D, tức là đúng ở giữa thì tâm trương thì mới nghe rõ tiếng thổi của van động mạch chủ, đúng không ạ? Các bạn hiểu chưa? Tức bao giờ nó lại đúng một cái tranh áp nó rõ như thế thì đúng là tiếng thổi tâm trương. Nên trong cái trường hợp này thì dạ, câu trả lời rõ nhất, chính xác nhất sẽ là D. Cái gì? Đúng rồi. Đúng rồi. Em thử sóng mà xem. Đến cái điểm C là điểm C là cái điểm gần như là đóng van động chủ thì cái chênh áp trong cái áp lực trong vùng thấp nó còn chưa về đến zero. Nó chưa xuống thấp. Em không tin em thử ra sóng mà xem. Không bao giờ đầu thì tâm trương mà ngay đầu đấy mà áp lực tâm thấp nó đã xuống đến không rồi cả. Đúng không? Tại vì phải đến tầm giữa thì tâm trương rơi máu mới gọi là gì? Máu mới đi hết thì nó mới thành xuống zero. Đấy. À, vẫn chưa tìm thôi. Thế bây giờ hỏi đây. Thế tiếng T2 nghe rõ nhất thời điểm nào? 1, 2, 3, 4. Tại sao lại là 3? Gì ạ? T2 là tiếng gì? Đóng vào lượng chủ, đúng rồi. T2 đóng vào lượng chủ thì ngay sau đóng vào lượng chủ thì áp lực thất trái đã, ngay lập tức đã giảm chưa? À, lúc đấy nó vẫn còn hơi cao cao này thì chênh áp nó chưa nhiều ngay đầu. Và nếu các bạn học lại về gọi là triệu trọng nội khoa của Y3 đúng không? Cái tiếng hở van động mạch chủ là tiếng thổi tâm trương, nghe rõ nhất ở giữa thì tâm trương, nhưng mà nghe rõ nhất ở đầu thì tâm trương. Đấy, kiến thức các thầy đã dạy rồi. Đúng không? Nó không phải là một cái hollow diastolic mà nó ở late diastolic thì mới làm cái tiếng thổi rõ nhất, nên thì tâm trương là như vậy. Nhưng mà đấy, như thế trong câu này thì là gì? Đúng là tiếng thổi nghe rõ nhất thì tâm trương là D, và tiếng T2 nghe rõ nhất thời điểm 3. Đấy là như thế. Bạn nào mà chưa hiểu rõ thì ngồi nghiên cứu lại cái hình này xem là thời điểm nào. Có muốn làm một câu test nữa không? Các bạn làm hết test thế này thì lấy đâu ra mà đi thi nữa? Gì? Đây rồi. Đấy câu này luôn. Không có tiết lộ cái nào là cái gì? Khảo sát đồng thời áp lực thất trái với động mạch chủ. Đây là bệnh lý gì? Đấy, mời ông Tuyên nào. Ông có 30 giây để trả lời. Đấy, đơn giản thế thôi. Phải làm mấy câu test cho nó tỉnh ngủ. Lâu thế, xong chưa? Thôi ông Tùng bên cạnh nào. Đây là bệnh gì? Ồ, thế này thi lại trượt rồi. Không làm được. Nào bạn bên cạnh giúp bạn Tuyên nào. Em tên gì nhỉ? Tam à? Nam à? Ở đây em Nam này. Đây là bệnh gì? Ủa, con. Em nghĩ là bình thường. Đấy là bình thường. Chính á. Nào ông Mạnh nào, năm ngoái đã học thấy rồi. Giúp các em. Hở van động chủ tại sao? Hả? À đúng rồi, tôi cảm ơn đấy. Cái việc đầu tiên là tôi bày cho các bạn cách dễ nhất, đầu tiên là các bạn phải xác định đường nào là đường động mạch chủ, đường nào là đường thất trái, đúng không? Cái này hoàn toàn xác định được. Cái đường mà không áp lực tâm trương nó không về zero thì chắc là đường áp lực động mạch chủ rồi. Thứ hai, các bạn điền các con số vào đây, nó có những cái trục gióng ngang này là 100, như vậy là đỉnh tâm tu thì nó sẽ dao động khoảng tầm là 140, đúng không ạ? Áp lực thất trái và tâm trương khoảng tầm 10, và áp lực thất động mạch chủ tâm trương khoảng tầm 40. Như vậy nếu mà các bạn có bệnh nhân mà áp lực động mạch chủ là 140/40 thì các bạn sẽ nghĩ nhiều là bệnh gì?
hở bao nó phải chủ đúng không? Và đấy là lý do tại sao người ta gọi là có mạch Corrigan, là mạch đẩy mạnh chìm sâu đấy. Tất cả nếu chưa đã hiểu phần huyết động này rồi thì về những cái giải thích về triệu chứng lâm sàng thì phải chạm rồi ba tất cả thứ là các bạn sẽ hiểu hết đúng không ạ? Cơ chế như thế thôi. Được chưa? Các bạn thấy dễ hiểu hơn chưa? Đi thi có làm được bài không? Bạn thấy tôi ngày mai để cô Lý sẽ cho các bạn thực hành tiếp nha. Bây giờ thời gian nó không còn nhiều, tôi phải dạy phần khác nó còn khó hơn cái phần vừa rồi cơ. Ứng dụng trong thực hành lâm sàng, tại sao tôi phải đưa cho các bạn phần này? Bởi vì phần lớn các bạn không biết khi, đặc biệt là bây giờ thì các bệnh nhân mà tim bẩm sinh được quy tụ khá nhiều về Q2 nhỉ? Hồi trước nằm tất cả các khoa. Các bạn không biết là khi các bạn gửi bệnh nhân đi thông tin, các bạn xin thầy giáo chỉ định thông tin, người ta hỏi thông tin để làm gì, không trả lời được. Bảo là bây giờ gửi bệnh nhân đi chụp động mạch vành trả lời rất nhanh được, là bệnh nhân có hẹp mạch vành đi gửi đi đặt stent rất đồng ý. Nhưng mà gửi đi để thông tin làm gì nó không trả lời được, và nhận không giải thích được cho bệnh nhân. Chúng ta không đưa ra được các câu hỏi để cho bác sĩ tim mạch can thiệp trả lời cho chúng ta. Và nếu mà bị thầy giáo hỏi tại sao cần phải thông tin nó không trả lời được. Rõ ràng như khi trước thầy Hùng nói là bây giờ gửi bệnh nhân đi pha lô 4 đi thông tin thì chúng ta làm gì, đúng không ạ? Thì cho biết rằng thông tin có hai mục đích cơ bản, đã gọi thông tin bao giờ có hai mục đích thôi. Mục đích thứ nhất đánh giá về hình ảnh giải phẫu, các bạn cần chụp mạch vành, các bạn đưa ống thông vào chụp xem mạch vành nó hẹp ở đâu hay không, hay như thầy Hùng nói là việc cần chụp xem là có marca hay không, tức là marca là những cái tuần hoàn bằng hệ lớn đấy từ động mạch chủ nối sang động mạch phổi, xem nào thì đấy đánh giá hình ảnh, đánh giá về xem là kích thước các nhánh thân là nhánh động mạch phổi nó lớn hay không, đấy là đánh giá về hình ảnh, đúng không ạ? Yếu tố đầu tiên của thông tin là đánh giá hình ảnh. Nếu như hình ảnh bây giờ phần lớn có thể thu được bằng các thăm dò không xâm nhập, tức là ví dụ thay vì các bạn cho bệnh nhân pha lớp 4 các bạn đi lên loay hoay các bạn thông tin chụp bét nhè đến một tiếng cho đi chụp MSCT hình đẹp vô cùng luôn, dự hình 3D xoay đâu để xoay, đo áp lực kích thước thân và nhánh động mạch phổi đo rất là tốt, marca đâu dựng hình ra đẹp như là một phi vật hình luôn, đúng không? Như vậy thì nhớ rằng đánh giá về mặt giải phẫu, về hình ảnh giải phẫu, thông tin bây giờ không phải là cái mà tuyệt đối, một số trường hợp vẫn cần, nhưng mà rõ ràng là nếu mà không có thông tin cho vẫn có thể đánh giá được hình ảnh. Nếu rõ ràng chúng thấy việc không có ai gửi bệnh nhân đi pha lô 4 đi đánh giá thân nghe đường kính động mạch phổi cho hoàn toàn là làm siêu âm, hoặc là có thể chụp một cái CT thì đo mấy cái chỉ số rất là rõ. Nhưng có một cái mà thăm dò không xâm nhập không bao giờ thay thế được, đó là đánh giá về mặt huyết động. Đánh giá về mặt huyết động, đánh giá về mặt huyết động là gì? Thứ nhất, đánh giá áp lực mạch máu vào các buồng tim. Cái này MSCT làm sao mà đánh giá được, chỉ có đưa cái ống thông vào đo áp lực thì mới đánh giá được thôi, đúng không? Thứ hai, đánh giá trinh áp qua van là mức độ hẹp van. Cái này siêu âm có thể đánh giá về mặt gián tiếp được, tất nhiên các thông số về siêu âm nếu mà các thầy thuốc có nhiều kinh nghiệm có thể đánh giá được, có siêu âm đánh giá được áp lực động mạch phổi được, đúng không ạ? Qua đánh giá qua phổi ba lá rồi đánh giá đều có thể đánh giá được hết, nhưng mà đánh giá chính xác nhất vẫn là thông tin đưa cái ống thông vào. Và cuối cùng là đánh giá về cung lượng tim. Cung lượng tim có rất nhiều phương pháp, và một cái nữa là đánh giá sức cản mạch máu. Áp lực là một chuyện, nhưng cái sức cản mạch máu đấy mới là cái quyết định là bệnh nhân này sẽ hướng điều trị tiếp theo như nào. Đây là những cái vấn đề mà ứng dụng trong thực hành lâm sàng khiến cho chúng ta phải cần đến thông tin vào huyết động. Thì đánh giá áp lực mạch máu và các buồng tim tôi đã trình bày cho các bạn rồi, áp lực buồng nhĩ trái, buồng thất trái, áp lực động mạch phổi, áp lực động mạch chủ, thất phải, nhĩ phải nữa. Rồi, thông tin phải, thông tin trái đã nghe rồi. Chênh ngác qua van và mức độ hẹp van các bạn đã nắm được trong phần trước rồi, đúng không ạ? Điều chúng ta còn 3 cái nữa mà vô cùng khó khăn, nhưng mà câu hỏi thi lại rất nhiều, tại vì nó mới có cái để hỏi mà. Chứ còn hỏi như các bạn mà thầy Hùng bảo là làm bao nhiêu ca stent thì được làm ca thiệp, thì các bạn chỉ cần học thuộc một con số là xong, thì cái đấy chẳng ai thích ra được câu hỏi, sẽ vẫn có câu hỏi, nhưng chúng tôi không thích những cái câu như thế, tại vì những câu như thế này mới có ứng dụng trong thực hành lâm sàng, các bạn không thể học vẹt được. Đó là thứ nhất đánh giá cung lượng tim, thứ hai đánh giá sức cản mạch máu, và thứ ba là phát hiện các luồng thông trong tim. Thứ nhất đánh giá cung lượng tim, cái gọi là phương pháp PICO của các anh ngoài cấp cứu cũng là một cách đánh giá cung lượng tim thôi. Tại sao như vậy? Cung lượng tim là gì? Đánh giá là xem này, một phút là quả tim bóp đi được bao nhiêu lít, thì bình thường cung lượng tim dao động khoảng tầm 3 đến 6 lít một phút gì đó, hoặc 4 đến 6 lít một phút, đúng không? Nó còn có chỉ số gọi là cardiac index, là bao nhiêu lít một phút trên 1 mét vuông ra cơ thể nôm na. Tóm lại là định lượng là cái quả tim này nó bóp đi được có nhiều hay không. Cung lượng tim mà càng thấp thì nó tình trạng suy tim càng nhiều, nên giản thế thôi, đúng không? Cung lượng tim sẽ phụ thuộc chức năng tim,
sức cản ngoại biên, lưu lượng máu về tim, các luồng thông trong tim. Đo cung lượng tim bằng một trong ba cách. Tôi nghĩ rằng đến cả tôi bây giờ tôi cũng bắt tôi đo một ca trong vòng can thiệp tôi cũng không đo được, nói thật là thế, tại vì lâu ngày quá tôi không làm. Tôi sẽ chỉ đo theo phương pháp fix thôi, nhưng nó cũng có rất là nhiều yếu điểm. Nhưng mà tôi muốn các bạn phải hiểu nguyên, hiểu cơ chế đo nào, để ví dụ như các bạn biết khi mà các bạn gửi bệnh nhân đi đo cung lượng tim, hoặc các bạn làm khoa cấp cứu, các bạn muốn biết đo pico, thế là các bạn biết. Đó là một trong ba cách, là phương pháp fix là một, thứ hai phương pháp pha loãng chắc chỉ thị, và thứ ba là phương pháp chụp bùn tất trái. Phần này đau đầu lắm, tôi cũng rất là ngại giảng cho các bạn, nhưng mà tôi cũng phải giảng thôi. Phương pháp fix nó dựa trên nguyên lý do cái ông tên là ông fix, ông ý nghĩ ra nó như thế nào. Nói thế nào để các bạn hiểu nhỉ? Có một cái lượng oxy đi vào máu động mạch, oxygen vào, sau đó hệ mao mạch cơ thể nó hấp thu một lượng, nó lấy vào trong cơ thể, và đến máu tĩnh mạch oxy nó đi là oxygen out, lượng máu tĩnh mạch mất đi, đúng không ạ? Dựa vào cái chênh lệch giữa nồng độ oxy ở máu động mạch và máu tĩnh mạch, người trong một đơn vị thời gian họ phải tính được cái lưu lượng máu chảy qua cái hệ cơ thể là bao nhiêu lít một phút, nôm na là như vậy. Các bạn hiểu không? Các bạn hiểu chỗ này không ạ? Nếu lấy ví dụ nhé, CA là cái nồng độ oxy ở máu động mạch, CV nồng độ oxy máu tĩnh mạch, nhân về mặt nguyên tắc là máu, bao nhiêu máu ra khỏi động mạch sẽ về với máu như bấy nhiêu máu tĩnh mạch, đúng không, đều là CO cả, thì lấy cái nồng độ oxy nhân với CO là cái lưu lượng thể tích oxy ở động mạch trừ đi cái thể tích oxy máu tĩnh mạch là sẽ ra tổng thể tích oxy. Và nếu một cách nào đó người ta đo được một người trong một lít sử dụng bao nhiêu oxy, và người ta đo được cái nồng độ oxy của máu tĩnh mạch, người ta đo được nồng độ oxy của máu động mạch, người ta sẽ tính nhất là CO. CO sẽ bằng VO2, tổng cái lượng oxy tiêu thụ chia cho cái nồng độ oxy máu động mạch trừ đi nồng oxy máu tĩnh mạch. Chỗ này các bạn hiểu không ạ? Hiểu không? Chưa hiểu kỹ lắm. Cái hình này sẽ giúp bạn hiểu kỹ hơn. Đây, đây là hình ảnh kinh điển trong một cái sách vô cùng cổ điển, còn hồi đấy người ta còn vẽ tay. Đây là phương pháp fix tính ra thế này. Chúng ta giả dụ rằng chúng ta cần phải tính là trong một phút có bao nhiêu toa tàu đi qua cái nhà ga này. Toa tàu là bao nhiêu lít oxy qua nhà ga này. Một đoàn tàu rời ga là có 15 hạt, tức là mang 15 hạt oxy. Đoàn tàu về ga có 10 hạt oxy. Đó. Tốc độ hạt của cái nhà ga này tiêu thụ là 25 hạt trong một phút. Tức là tốc độ tiêu thụ oxy như vậy. Vậy thì một phút có bao nhiêu đoàn tàu đi qua cái nhà ga này? Bao nhiêu toa tàu đi qua đoàn ga này? Chỗ này các bạn hiểu không? Chúng ta đo được trong một cái toa tàu rời ga có 15 hạt, toa tàu về ga có 5, có 10 hạt. Như vậy là cái lượng nó mất đi là mấy hạt? Cơ thể sử dụng 5 hạt. 5 hạt mà tổng cộng là khi ta đo là cơ thể dùng 25 hạt một phút, đúng không? Mà một toa tàu thì đã lấy được 5 hạt. Như vậy phải có bao nhiêu toa tàu đi qua nhà ga này trong một phút? 5 toa tàu, đúng không ạ? Như vậy cung lượng tim ra khoảng 5 lít một phút. Nôm na cái phương pháp nó là như thế này thôi. Đó, chỗ này các bạn đã hiểu chưa? Phương pháp fix bao gồm có 3 bước. Nói chung là vứt là đau đầu, nhưng mà biết các bạn gửi bệnh nhân đi thông tim ống lớn thăm dò sức cảm mạch phổi, các bạn phải hiểu nó đo cái gì chứ, đúng không? Thứ nhất, các bạn tính khả năng vận chuyển oxy của máu. Thứ hai, đo lấy nồng độ oxy của máu động mạch. Thứ ba, đo nồng độ oxy máu tĩnh mạch. Và thứ tư, tính chênh lệch nồng độ oxy của động mạch trừ đi tĩnh mạch. Đây, các bạn sẽ tính như này, đo AVO2 trên nồng độ oxy máu động mạch, đúng không, là cái màu đỏ đỏ kia. Đo được cái nồng độ MVO2 là cái nồng độ oxy máu tĩnh mạch, đúng không? Và các bạn tính cung lượng tim là CO theo đúng cái công thức như thế này. CO bằng lưu lượng oxy chia cho cái này. Như thế CO được cung lượng tim sẽ là bằng VO2, ước tính được cái lưu lượng sử dụng oxy của cơ thể chia cho cái nồng độ oxy máu động mạch trừ đi nồng độ oxy máu tĩnh mạch. Tất cả đây nó khó một chuyện là làm sao biết được cái người đấy dùng bao nhiêu lít oxy trong
cơ thể trong một phút. Nếu ở đây chúng ta biết thì đoàn tàu sử dụng 25 hạt trong một phút được, thì cho rõ ràng là tính được VO2. Nhưng mà ai cho chúng ta con số này? Con số này hoàn toàn chỉ là con số ước tính. Chính vì thế mà khi các bạn tiến hành thông tin thì có thể đo dựa trên là chiều cao, cân nặng, hemoglobin, và người ta sẽ có cái bảng tra ra. Ví dụ một người là như tôi cao 1m73 chẳng hạn, nam giới tuổi từng này, thì cái khả năng lưu lượng ước tính là tôi sẽ tiêu thụ bao nhiêu lít oxy trong một phút, thì nó sẽ chia ra và như vậy sẽ tính được CO. Và các bạn sẽ thấy như thế rõ ràng rằng là gì, mặc dù cho có thể đo được cái nồng độ oxy máu động mạch chủ nó khoảng bao nhiêu, khoảng bao nhiêu em bảo bao nhiêu, 9798, làm gì có chuyện đấy, nó khoảng 100%, đúng không ạ? Nó tương tự như SPO2, SPO2 là các bạn đo đầu mao mạch này, mà một cái người bình thường khỏe mạnh không tin nó còn được 100%, thế thì ở động mạch chủ hoặc là oxy còn ngập tràn như thế thì chắc chắn nó phải tầm khoảng 99.9 đến 100%, đúng không ạ? Nếu mà bệnh nhân là cái người bình thường, nồng độ oxy máu tĩnh mạch các bạn đo được nó sẽ dao động khoảng tầm 70% hay gì đó. Và chứ nếu mà tính được VO2 tức cái lưu lượng oxy tiêu thụ thì có thể tính là cung lượng tim. Cũng thế thôi, đó là chúng ta có thể tính được lưu lượng qua cái hệ tiểu tuần hoàn bằng cái VO2 chia cho cái nồng độ oxy của động mạch phổi, tĩnh mạch phổi, và trừ đi nồng độ oxy của động mạch phổi. Nồng độ oxy của tĩnh mạch phổi vào khoảng bao nhiêu? Phải là 100%. Cái đấy sẽ là cái cao nhất trong cơ thể vì máu vừa đi từ phổi ra, đúng không ạ? Nồng độ oxy của tĩnh mạch phổi, của động mạch phổi là PaO2 là khoảng bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu em Trang? Nồng độ oxy của động mạch phổi. Đó, nó sẽ ngang ngang bằng với nồng độ bão hòa oxy của tĩnh mạch của tĩnh mạch về tim, đúng không? Nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 60-70% gì đó, đúng không ạ? Phương rất khó ước tính chính xác VO2, ước tính gián tiếp qua diện tích ra cơ thể, nôm na là có chiều cao, cân nặng, tính ra diện tích cơ thể nó sẽ đưa ra một cái đơn vị như thế này. Đấy. Tuy nhiên, cái quan trọng đây không phải là cho cần biết chính xác QP hay là QS, bởi vì sẽ có nhiều sai số. Mà cái quan trọng đây trong thực hành lâm sàng tim mạch, đó là chúng ta tính xem QP chia cho QS nó như thế nào. Bình thường QP trên QS bằng mấy? Bằng mấy? Bằng 1. Bao nhiêu lượng máu về lên phổi thì bấy nhiêu lượng máu vào động mạch chủ, đúng không ạ? Vậy đây chúng ta có các công thức tính QP, tính QS, và mặc dù VO2 đều là ước tính nhưng khi chia hai nhau thì cái giá trị ước tính nó thể bị gạch đi, và chúng ta có hoàn toàn có thể tính được QP trên QS. Và đây là cái điểm mà tôi cần nói với các bạn. Cái này là cái duy nhất các bạn cần nhớ. QP trên QS nó lớn hơn 1 nghĩa là thế nào? Nghĩa là thế nào? Nào em, Minh. QP trên QS, bình thường các bạn bảo là 1, nhưng nếu QP trên QS nó lớn hơn 1 nghĩa là thế nào? Nhưng mà chuyển hóa thành chẩn đoán lâm sàng là như thế nào? Là có luồng sân từ trái sang phải. Các bạn hiểu không? Đấy. Và giả dụ chúng ta có bệnh nhân siêu âm tim là có lỗ thông liên nhĩ, kích thước khoảng tầm tôi lấy ví dụ 34 mm. Lúc đấy QP trên QS càng cao càng tốt hay QP trên QS càng thấp càng tốt? Tại sao càng cao lại càng tốt? Chưa có sự là chấn thương, hoàn toàn là sân trái phải là mẽ đúng không? Máu về nhĩ trái nó đến một nửa nó sang nhĩ phải, theo cái luồng chưa hoàn toàn chưa có tăng áp lực hệ tiểu tuần hoàn, và những QP sẽ càng cao khoảng tốt. Thậm chí là còn đưa ra những cái chuyện là nó lớn bao nhiêu đó tôi không nhớ, nếu mà nhỏ giá trị đó, ví dụ nhỏ 1.5 này là phẫu thuật viên nó từ chối mổ, ví dụ thế, tôi không nhớ rõ cái mốc là bao nhiêu. Đấy là cái mà ta cần nhớ khi ta đo, và hoàn toàn QP cho các có thể tính được một cái rất chính xác. Các bạn lấy độ bão hòa oxy máu động mạch AOI, bão hòa oxy máu động mạch chủ, trừ đi MVOI là lấy độ bão hòa oxy của máu gì?
tĩnh mạch. TVO2 là độ bao oxy của tĩnh mạch chủ. Mặc định là bao nhiêu? Mặc định là 100%. Trừ đi PaO2 là độ bao oxy của máu gì? Động mạch phổi, đúng không ạ? Trong trường hợp thế này, khi mà có luồng tân nhân tim, khi có bệnh nhân này, các bạn không thể mặc định được cái độ bao oxy máu động mạch chủ là 100% nữa, bởi vì có cái luồng chân ra có thể nó đã ảnh hưởng rồi. Thì bệnh nhân có thể có tím trên lâm sàng, thì như thế là độ bao oxy của máu động mạch đôi khi nó không được 100%, nên nó là 90 thôi. Đi qua những cái này thật nhanh. Như vậy các bạn biết là khi các bạn gửi bệnh nhân đi, một bệnh nhân các bạn tim bẩm sinh, các bạn gửi đi thông tin, điều đầu tiên, thông tin đầu tiên các bạn cần nghe là gì? QP trên Quest là từng nào. Tuy nhiên một số nghiên cứu họ lại thấy là gì? QP trên Quest nó không phản ánh trung thành cái việc là bệnh nhân này thực sự đã đảo chiều sân hay chưa. Nó không có như này, nó là 1,2. Nghe thì có vẻ như thật ra sân vẫn chưa đảo chiều, mà thấy là gì? Cái sức cản mạch máu mới là cái điều quan trọng. Vậy thì cái sức cản mạch máu tính như thế nào các bạn? Theo định luật Pasteur các bạn biết rồi. Nó giống như gì? Sức cản là R thì bằng delta P chia cho Q, tức là lấy cái chênh lệch áp lực của đầu gần trừ điều xa chia cho lưu lượng thì ra sức cản mạch máu. Sức cản mạch máu này một ra một con số rất là phức tạp, dựa vào lưu lượng này, độ nhớt thành mạch, độ nhớt trong lòng mạch này, rồi là đường kính thành mạch, bán kính thành mạch, rồi độ nhớt chất lỏng lưu lượng này nọ, nó công thức như này, tôi không nhắc lại nữa, đúng không ạ? Nếu bạn nào không nhớ thì cho cứ nhớ cái định luật ôm, tức là cái sức cản là bằng chênh lệch hiệu địa thế giữa hai vùng chia cho cường độ dòng điện đi qua, đúng không ạ? Kiến thức vật lý như thế rồi. Đó. Và như thế cái sức cản mạch hệ thống sẽ bằng chênh lệch áp lực giữa áp lực động mạch chủ trừ đi áp lực động mạch phổi và chia cho lưu lượng máu qua đường đại tuần hoàn, tức chia cho QS. Sức cản hệ động mạch phổi sẽ bằng áp lực từ đầu động mạch phổi trừ đi áp lực tĩnh mạch phổi, nhưng ta không thể đo áp lực tĩnh mạch phổi được, đôi khi đo bằng áp lực nhĩ trái và chia cho áp lực tiểu đoàn là QT. Giá trị bình thường là sức cản nó bằng đơn vị út, thì sức cản mạch hệ thống là khoảng 10 đến 20 đơn vị út, còn sức cản tiểu tuần hoàn là từ 0,5 đến 2 đơn vị út, đúng không ạ? Sức cản hệ thống tăng trong trường hợp mà tăng huyết áp hệ thống, sốc tim gây co mạch ngoại biên, giảm khi mà cung lượng tim giảm, suy tim, thiếu máu nặng, nhiễm khuẩn, nhiễm độc giác. Sức cản mạch phổi tăng trong bệnh phổi tiêm phát, hội chứng Alzheimer, tăng lực tĩnh mạch phổi, suy tim trái, bệnh van hai lá, bệnh van động mạch chủ. Đây những trường hợp mà có tăng lực động mạch phổi thì sức cản mạch phổi sẽ tăng, đúng không ạ? Và người ta nhận thấy rằng sức cản mạch phổi làm thông số nhạy cảm hơn áp lực phổi để chẩn đoán tẹo tăng áp phổi. Tại sao lại như vậy? Khi mà bệnh nhân giả dụ các bạn có tẹo suy hẹp hai lá gây suy tim trái, áp lực nhĩ trái sẽ tăng, đúng không ạ? Dẫn đến gì? Áp lực tĩnh mạch phổi tăng, áp lực trong phổi tăng, áp lực động mạch phổi tăng. Và như thế áp lực phổi tăng nó sẽ tăng, có thể bệnh các bạn khám nhiều bệnh nhân hẹp van hai lá rồi áp lực phổi có lên tầm khoảng 60 đến 70 mét thủy ngân. Nhưng mà khi các bạn nong van hai lá ra, có thể áp lực đấy sẽ xuống về bình thường, nhưng có thể nó sẽ không về bình thường. Tại sao nó không về bình thường? Tại vì trải qua tầm 20 năm bị hẹp van hai lá, 20 năm bị tăng áp lực phổi thì cơ thể buộc phải hình thành quá trình thích nghi. Đó là những cái tế bào ở động mạch phổi nó phải dày lên, hệ gọi là những cái tế bào biểu mô nó dày lên ở mức mô học để nó tăng cái sức cản, để hạn chế máu lên phổi, để giúp cho bệnh nhân tránh bị phổi cấp, các bạn hiểu không? Và vì thế khi mà như vậy rồi, kể các bạn có nong van hai lá ra được rồi, thì cái sức mạnh mạch phổi đấy nó có về bình thường không? Nó không về bình thường được, tại vì lúc đấy từng cái tế bào của động mạch phổi nó dày dính, nó to lên rồi, đúng không? Đấy. Và như thế bằng đã định nghĩa cái PVA, tức là sức cản mạch tiểu tuần hoàn này trên 3 được coi là tăng áp phổi, đúng không? Đấy, và lấy cái chỉ số, nếu mà cái sức cản mạch phổi chia cho sức cản mạch hệ thống bình thường mà ở dưới 0,25, nếu mà trên 0,5 được coi tăng áp phổi nặng, hay còn gọi là Alzheimer, tức đấy đã được coi là tim bẩm sinh có tím và đảo chiều rồi, đúng không ạ? Đây là một số cái quy tắc, và tất nhiên là nó tùy thuộc từng trung tâm, mà tôi không có tìm được một cái khuyến cáo nào cả. Nhưng mà trước đây trong cái tài liệu của Gosma mà tôi đọc thì cách đây khoảng 10 năm thì thấy rằng nếu mà có tăng áp lực tiểu tuần hoàn đến mức sức cản tiểu tuần hoàn chia sức cản mạch dưới 0.3 thì nghĩa là SC major, và nghĩa là không thể tiến hành phẫu thuật xử lý cái luồng tim bẩm sinh được. Đúng không? Tí nữa ta sẽ làm một cái bài tập, ta sẽ hiểu rõ hơn. Cuối cùng đó là bên cạnh việc tính cung lượng tim rồi, tính sức cản các mạch rồi, thì xác định các luồng thông trong tim. Luồng thông tim là thế nào? Nôm na thế này. Các bạn đo độ bao oxy tại các buồng tim và mạch máu.
dựa vào cái gọi là bước nhảy oxy để đánh giá có tổn thương trong tim hay không. Ở tầng nhĩ, nếu mà độ bão oxy chênh lệch trên 7% được coi là có bước nhảy oxy. Ở tầng thấp động mạch trên 5% được coi là có bước nhảy oxy. Cụ thể như sau: đo tĩnh mạch chủ dưới, hình chấm chấm này, đo tĩnh mạch trên thân thân mô danh, tĩnh mạch chủ trên, tĩnh nhĩ phải các vị trí, thất phải các vị trí, mỏm thất phải, đường ra thất phải, thân động mạch phổi, nhánh động mạch phổi, thất trái động mạch chủ lên, động mạch xuống. Kinh điển là đo rất là nhiều vị trí thế này. Chúng ta hãy gặp bài như sau. Đi thi các bạn sẽ gặp bài này. Các bạn thấy ở đây độ bão oxy của động mạch chủ là bao nhiêu phần trăm? 98%. Độ bão hòa oxy của tĩnh mạch chủ trên và dưới là 75%, rất hợp lý, máu đi qua cơ thể là 75%. Độ bão hòa oxy của nhĩ phải bao nhiêu? 75%. Độ bão hòa oxy của thất phải là bao nhiêu? Độ bão hòa oxy của động mạch phổi là bao nhiêu? Về mặt nguyên tắc, nó có được là 90 hay không? Tại sao? Nó phải bằng với cả độ bão oxy của thất phải. Và như vậy chênh lệch ở đây là trên 5% được coi là có bước nhảy oxy. Tại sao lại có bước nhảy oxy này? Vì đã có máu thông từ động mạch chủ đi qua động mạch phổi rồi, bước nhảy oxy. Các bạn hiểu chưa? Bây giờ thì siêu âm tim nó quá xịn rồi, không có cái gì là không làm được rồi cả, siêu âm tim qua thực quản, siêu âm tim 3D nữa. Nhưng mà hồi cách đây xa xưa, cách đây khoảng tầm 30 năm chẳng hạn, từ thời cái ông Gunzik hay những cái ông gì gì ấy, máy siêu âm nó còn chưa có rồi ấy, chúng ta mới có siêu âm 2D, siêu âm M1 thôi. Họ phải làm như thế này để họ biết là gì, có bước nhảy oxy, họ biết là gì, có luồng chân ở đâu. Các bạn hiểu chưa? Lịch sử của nó có những cái vấn đề lịch sử như vậy. Và như vậy trong trường này các bạn thấy rõ là gì? Rõ ràng đây là còn ống động mạch. Và áp dụng những quy tắc như thế này, các bạn xem ngày mai cô Lý sẽ các bạn làm rất nhiều bài tập, các bạn sẽ thuộc các công thức. Về mặt về sau chẳng ai bắt các bạn tính đâu, các bạn làm bài để các bạn hiểu công thức thôi. Như vậy thế tính QP trên QS thế này là bao nhiêu? Là 2,5. 2,5 như vậy là cái sân này là gì đó? Bên nào là chủ yếu? QP trên QS là 2,5, nghĩa là luồng sân bên nào, trái phải chiếu hay phải trái hay hai chiều? À, trái phải, tức cái lưu lượng của tiểu tuần hoàn nó gấp 2,5 lần lưu lượng đại tuần hoàn, đúng không? Hay ví dụ một trường như thế này, các đây, đúng không? Có chênh lệch áp lực từ bước nhảy oxy tường tường thất phải lên đến động mạch phổi, và như vậy đây là còn ống động mạch. Thế cái hình này thì sao? Các bạn thấy là gì? Áp lực à, độ bão oxy của tĩnh mạch chủ là 75%, tĩnh mạch chủ trên là 70, tĩnh mạch chủ dưới là 75%. Nhưng mà độ bão oxy của nhĩ phải là bao nhiêu? Là 85%. Như vậy là có bước nhảy oxy ở tầng nhĩ, và cô luận đây là một cái thông lên nhĩ sân trái phải, đúng không ạ? Cái hình này nào, cái hình này có bước nhảy oxy ở đâu? Ở nhĩ không ghi thì không ghi thì kệ nó, mình không lấy. Nào, bây giờ các bạn nhìn cái tĩnh mạch phổi đúng không? Cứ cái gì máu màu đỏ tức là máu máu nhiều oxy, máu màu xanh máu ít oxy, máu mà không đỏ không xanh tức là nó thì là máu trộn, đúng không? Tĩnh mạch phổi đâu nào? Bạn nào chỉ được cái tĩnh mạch phổi? À, 98%. Nếu mà độ oxy máu tĩnh mạch phổi là 98% thì thông thường là về nhĩ trái sẽ phải bao nhiêu? Xuống thất trái phải là bao nhiêu? Thế trong trường này thất trái là bao nhiêu? Tại sao lại như thế? Gì? À, máu đã bị trộn ở một điểm nào, trong lúc nó từ tĩnh mạch phổi nó đi về tâm
thất trái, có thể là một cái thông liên nhĩ nó đảo chiều hoặc là một cái thông liên thất đảo chiều, đúng không? Và máu này 84% đi lên động mạch chủ cũng chỉ là 84% thôi, và các bạn thấy máu đây nó không được máu đỏ tươi rói rói đi mà là cái máu trộn rồi vào đây. Bệnh nhân này là gì? Khi ấy có bước nhảy oxy ngược như này, tức là gì? Sân này là sân trái phải là chính hay sân phải trái là chính? Gì ạ? Phải trái là chính. Thế giả dụ bệnh nhân này có thông liên thất thì có cho đi mổ vá thông liên thất hay có đi bít thông liên thất được không? Gì? À, không làm được điều đó, đúng không? Một cái cách nữa để các bạn biết rằng trường hợp này là có một cái thông liên thất mà đã có sân hai chiều rồi. Các bạn biết tại sao mà nhìn này các biết ngay là có thông rất ra chiều. Đôi khi chỉ đưa ra một hình này phải nói ngay áp lực đó. Nào em nói áp lực gì, nào em nói cụ thể áp lực gì. À, áp lực là một. Nếu áp lực tầng nhĩ thì có thể không, có thể đôi khi là bệnh nhân suy tim nhiều là nhĩ phải thì ngang áp lực nhĩ trái. Nhưng nếu áp lực thất trái là 90 thì nó rất là cao, đúng không? Áp lực thất phải là 90 rất là cao, nghĩa là gì? Nguồn máu sông đã chạy từ thất trái sang thất phải và bây giờ áp lực hai bên nó gần như sân hai chiều rồi, đúng không? Trường này rõ ràng là chẩn đoán một cái SC bây giờ rất là rõ. Và nếu các bạn chịu khó ngồi tính, có thể bài thi ra các bạn ngồi tính thì QT trên web này chỗ 0.56 thôi và như thế SC bây giờ rồi. Đó, bây giờ các bạn có muốn làm một câu hỏi không? Làm câu hỏi xong rồi nghỉ nhé. Phần này các bạn có hiểu không? Các bạn hiểu. Nói chung là cũng phải làm dần dần thì mình sẽ nhớ công thức, nhưng mà tôi chỉ muốn giới thiệu các cái nguyên lý các bạn thôi. Đây, đây câu hỏi để nhanh để kết thúc để thầy Phong ra. Bệnh nhân nữ 52 tuổi đến khám vì khó thở, gắng sức. Xuyên tim thông liên nhĩ lỗ thứ hai sân trái phải, áp lực được phổi tâm thu là 80 thể ngân, buồng tim bẻ giãn 30 mm, S 51%. Để làm gì? A. Bít thông liên nhĩ bằng dụng cụ. B. Phẫu thuật vá lỗ thông liên nhĩ. C. Làm thêm xuyên tim qua thực quản để chẩn đoán. D. Tiến hành thông tim đánh giá lực và sức cảm mạch phổi. E. Không còn chỉ định can thiệp hay phẫu thuật vì bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn SC major. Cái gì ạ? Làm sao? À, chưa thấy cái gì? Đây, các bạn đã thực hành lâm sàng rồi thì các bạn sẽ thấy gì? Nếu mà áp lực đường phổi tăng ở những trường tim bẩm sinh như trên 70-80 thì không ai đi bít ngay cả, đúng không ạ? Mà chúng ta phải đi gì? Thông tim. Thì biết thông tim mục đích để làm gì? Đánh giá gì? Áp lực và sức cảm mạch phổi. Và cụ thể là đánh giá cái gì? Bây giờ mình đã hiểu tới rồi, nhưng mà à, QGF và cái gì? Và RP trên RS, đúng không ạ? Sức cảm chênh lệch nào? Đấy là cái đầu tiên nhất phải hiểu bác sĩ. Nếu mà ông bác sĩ thông tin nó đi gửi đi, gửi cho ông Linh thông tin. Ông Linh chỉ là thông tin nhĩ lỗ thứ hai này, nọ là phổi này. Thôi, thế xin lỗi ông nghỉ việc đi, tại vì tôi không cần ông đánh giá cái đấy. Tôi cần ông đánh giá là gì? QP trên web là như nào? RP trên RS là như nào? Bạn hiểu chưa? Rồi, có lẽ rất khó. Kết quả thông tin. Áp lực nhĩ phải là 7, áp thất phải là 45/6, động mạch phổi là 4 75 35 48, mao mạch phổi bít là 10, thất trái là 120/5, động mạch chủ 130/80/105, độ bảo oxy tĩnh mạch chủ 62, nhĩ phải 80, thất phải 75, động mạch phổi 75, tĩnh mạch phổi 95, động mạch chủ 95. Như thế bước nhảy oxy ở đâu ạ? Nhìn đây là bước nhảy oxy ở đâu? Ở đâu? Tầng nhĩ, đúng không ạ? Từ tĩnh mạch chủ về nhĩ phải, đúng không ạ? Kết luận đấy, không có bước nhảy oxy, bước nhảy oxy tầng nhĩ phải, bước nhảy oxy tầng thất phải, bước nhảy oxy tầng động ở đâu? B, đúng không? Thế đi thi chỉ hỏi thế này thôi, có thể lờ đi câu là thông liên nhĩ ở đầu như thế này mà mình đưa ra câu hỏi này và các bạn trả lời được là không có bước nhảy oxy hay là ở tầng nhĩ hay ở đâu thì rất là dễ, đúng không? Cái này ngồi nghe giả xong là cũng làm được đấy. Và đây cái bước nhảy oxy tầng nhĩ phải, đây sân thông nhĩ sân trái phải. QP trên QS thì các bạn làm nhiều các bạn sẽ nhớ thôi. Lấy cái QP đúng không? Thì lấy cái đầu thì ngược lại, đảo ngược lại là lấy cái động mạch phổi ở trên, tức là lấy cái 95 trừ đi cái tĩnh mạch phổi tĩnh mạch chủ trên, tức là cái đầu về của tiểu tuần hoàn là 62 chia cho cái đầu động mạch chủ, là cái đầu trên là động mạch chủ và đầu dưới là động mạch phổi, là trừ đi 75 và chia ra sẽ là 1.65. Nhớ mang máng thì cái này là hoàn toàn tính được, nhưng mà
Tôi phải nói thế này, trong số rất nhiều bạn ngồi đây sẽ có khoảng tầm 5 đến 10 bạn làm tim mạch can thiệp. Trong 3 năm nữa các bạn sẽ là hay kể cả bạn Phúc hay là bạn Mạnh đưa vào phòng tim mạch can thiệp rồi. Bảo thông tin đi. Thế thì bây giờ bảo thông tin, thế một bạn, như bạn Hoa nội trú ở bệnh phòng mà thế bây giờ lấy mấy ống khí máu, in mấy ống khí máu, sao không phải biết chứ, biết tôi lấy muốn lấy mấy ống khí máu nào, đúng không ạ? 6 ống, tại sao phải lấy 6 ống, nếu mà chỉ có 4 ống khí máu đã giải quyết được, trả lời được câu hỏi này rồi, ví dụ thế. Thế tại sao em nói là phải lấy 6 ống và phải lấy ở những vị trí nào, đúng không ạ? Và nếu mà một số vị trí tôi không lấy được, tôi lấy ví dụ trường này bệnh nhân thông liên nhĩ gì, đúng không? Các bạn đo được, đây là đo được áp lực tĩnh mạch phổi là 95, bởi vì các bạn luồn được ống thông từ nhĩ phải qua theo chọc cái tĩnh mạch luồn được vào nhĩ trái vì nó có lỗ thông nhĩ. Nhưng giả dụ bệnh nhân thông liên thất thì các bạn lấy đô vào oxy của tĩnh mạch bằng cách nào, đúng không? Bây giờ bạn nào đang đi Q2 là hỏi luôn thế. Bạn nào đang đi Q2? À, Văn với cả đúng không nhỉ? Văn với cả Quân. Quân, đúng rồi, Quân. Em đi Q2 đúng không? Bác sĩ Minh Hùng thì thích làm có rất là nhiều bệnh nhân thông tin. Thế bây giờ em có thấy là nếu mà có một bệnh nhân thông liên nhĩ tăng áp lực động mạch phổi, một bệnh nhân thông liên thất tăng áp lực động mạch phổi thì trường nào phải lấy nhiều ống khí máu hơn? Khi em đi lại bệnh phòng ấy, em có nhớ không? Em có phải là người y đâu? Y mổ khí máu, thế đi. Thế có phải là in ba ống khí máu không? Thế y mổ muốn ống khí máu là khí máu đấy sẽ ở nằm những vị trí nào? Bây em có trả lời được không? Gì ạ? Gì cơ? Không, bây giờ tôi vừa giảng xong cái bài này rồi thì phải trả lời được. Thế bây giờ một bệnh nhân thông liên nhĩ mà bây giờ lấy 4 ống khí máu, phải lấy ở những vị trí nào? Cái gì ạ? Thế thì không, nó chưa chứng tỏ là em hiểu thực sự cái bài này. Nào, trả lời được là lấy 4 ống khí máu lấy ở vị trí nào? Là ai trả lời ạ? Tuấn trả lời được không? Ai anh Hà ạ? Vị trí. Và nhĩ trái rồi, ở đâu nữa? Tại sao phải lấy thất phải? Đấy thì thôi thế này, tóm lại các bạn hoàn toàn phải hiểu rằng cái việc của bạn Quân không phải đi lấy 4 ống ghi 4 ống khí máu. Bạn phải hỏi là tại sao lại là con số 4 mà không phải 5 hay 6 hay là 3? Đúng không? Cái việc in xét nghiệm là việc ai cũng làm được. Cái việc của nội trú phải là việc là tại sao lại lấy 3 ống khí máu hay tại sao lại lấy 4 ống khí máu, tại sao lại lấy 5 ống khí máu. Và nếu mà cái khí máu đấy về sau, ví dụ 4 năm nữa nếu bạn vào phòng tim mạch can thiệp, khi người ta đưa cho 4 ống khí máu, bạn phải biết bạn phải đưa đầu thông, đầu sông vào đâu để lấy khí máu. Chỗ này các bạn hiểu không ạ? Đây là cái mà tôi muốn, tại sao tôi muốn giảng cái bài này cho các bạn. Thế thì chúng ta mới thực sự là bác sĩ tim mạch chứ. Rất nhiều trường hợp chúng ta không thể lấy được khí máu của nhĩ trái, đúng không ạ? Vì bệnh nhân không có thông liên nhĩ. Trong trường đấy thì làm thế nào? Giả dụ ta không lấy được khí máu nhĩ trái, hay nói khác không lấy được khí máu của tĩnh mạch phổi, chúng ta phải làm thế nào? Suy nghĩ thế nào, tuổi trẻ sáng tạo, làm thế nào? Và Phúc biết không? Cái gì ạ? Ước tính, như ước tính thế nào ạ? Thì ước tính thì việc ước tính thì anh ước tính như thế nào và ra con số ước tính như thế nào? À, khí máu của nhĩ trái, khí máu tĩnh mạch phổi là khí máu vừa đi từ đâu ra?
Vừa đi từ đâu ra? Vừa đi từ phổi ra. Và như thế các bạn có thể gán cho nó là 99% hoặc là 100%. Các bạn hiểu không? Vừa từ phổi, phổi ngập tràn oxy thì nó sẽ vào khoảng như thế. Đó thôi. Chỉ có cách đấy thôi. Nếu các bạn muốn tính. Đây, và có thể các tính ngắt toán các thông số huyết động. Có công thức hết rồi. Và ra một cái RP trên RS là 0.23. Đó. Vậy, cuối cùng, câu hỏi cuối cùng. Kết luận về thông tin thăm dò huyết động là gì? A, tỷ số QP trên RS cho thấy không cần xử trí gì, chỉ cần điều trị dự phòng lên nhiễm khuẩn. B, tỷ số RP trên RS và áp lực phổi tăng thì hiện bệnh nhân đã chuyển sang SG major. 3, tỷ số này đủ thấp để tiến hành đóng thương nhĩ. Và D, chưa có đủ dữ kiện để tiến hành quyết định điều trị. Nào các bạn chọn cái gì ạ? Đây, quay lại. QP trên RS là 1.65. Tính các công thức như thế này. Đây. Câu hỏi bây giờ trả lời câu này như thế nào ạ? Gì ạ? À đúng rồi, thì đã thấy rằng nếu mà tính đây là sức cản phổi trên sức cản hệ thống là 0.23, tức là dưới 0.3 thì hoàn toàn là chưa, bệnh nhân chưa chuyển ra SMJ đúng không? QP trên QS ở đây nó cũng là 1.65, nhưng mà vẫn là sân trái phải là chủ yếu. Và như vậy thì kết luận với bệnh nhân này thì mặc dù áp lực phổi cao đến 80 mét ngân nhưng hoàn toàn có thể tiến hành đóng lỗ thông liên nhĩ được. Tất nhiên là đóng bằng phẫu thuật mở hay là đóng bằng bít lỗ thông liên nhĩ này qua da là cái câu chuyện khác về huyết động các bạn thì hiểu. Đúng không? Như vậy tôi đưa ra câu hỏi này để các bạn thấy là gì? Bệnh nhân này gặp trên lâm sàng sẽ rất là nhiều. 52 tuổi rồi, khó thở rồi, có triệu chứng lâm sàng, thông liên nhĩ lỗ thứ hai, áp lực phổi tăng rồi, nhưng mà biệt cho làm gì cho bệnh nhân này thì tất cả phải trả lời bằng thông tin sẽ làm như vậy.